quý vị đại biểu, lời đầu tiên, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Liên chi hội Tim mạch học Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho công ty Takeda được phối hợp với quý hội tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến nguy cơ xuất huyết tiêu hóa và thiếu máu cục bộ, làm sao để cân bằng cho bệnh nhân. Để bắt đầu hội thảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần chủ tọa và báo cáo viên của hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam sẽ là chủ tọa của hội thảo. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Bùi Hữu Hoàng, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là báo cáo viên của hội thảo. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí, trưởng khoa hồi sức Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là báo cáo viên của hội thảo. Và trước khi bắt đầu hội thảo, chúng tôi xin hướng dẫn quý vị phần đặt câu hỏi trong phần thảo luận của hội nghị. Xin quý vị lưu ý biểu tượng dấu ba chấm ở góc cuối màn hình của quý vị. Để đặt câu hỏi, xin quý vị bấm vào nút ba chấm, chọn Q&A, gõ câu hỏi và bấm send. Xin quý vị lưu ý, đây là hội nghị có cấp chứng chỉ tham dự. Đối với những bác sĩ tham dự trên 70% thời lượng của hội nghị và có thực hiện post test với trên 70% câu trả lời đúng, post test sẽ được gửi đến email của bác sĩ trong một ngày sau khi kết thúc hội nghị, và bác sĩ có thể làm được post test trong vòng một tuần sau khi kết thúc hội nghị. Và sau đây, xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh sẽ phát biểu khai mạc hội thảo. Kính thưa các đồng nghiệp, cảm ơn các đồng nghiệp bên công ty Takeda đã tổ chức buổi hội thảo hôm nay. Thì thưa các đồng nghiệp, thì xuất huyết tiêu hóa và thiếu máu cục bộ là hai vấn đề chúng ta tưởng chừng như không liên quan, nhưng thực ra liên quan đến nhau rất nhiều. Chúng ta biết là bệnh nhân thiếu máu cục bộ, chúng ta phải dùng chống kết tật tử cầu, có khi một, có khi hai, và thường những bệnh nhân này là có thể có thêm rung nhĩ. Do đó thì chúng ta có thể phải dùng thêm kháng đông trong điều trị. Và đây là những thuốc có thể gây xuất huyết tiêu hóa. Thì trong buổi hôm nay đó, chúng ta sẽ nghe hai báo cáo. Báo cáo thứ nhất, chúng ta nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hữu Hoàng sẽ trình bày loét xuất huyết tiêu hóa, GenSet và các thuốc kháng huyết khối. Báo cáo thứ hai, chúng ta sẽ nghe Phó Giáo sư Hồ Quang Trí trình bày cân bằng nguy cơ thiếu máu cục bộ và xuất huyết cho bệnh nhân tim mạch. Và sau đó thì chúng ta sẽ đến phần tham luận và những đặt câu hỏi của các đồng nghiệp. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là hai báo cáo viên rất có kinh nghiệm về vấn đề xuất huyết tiêu hóa và về vấn đề bệnh lý tim mạch. Và chúng tôi hy vọng là các đồng sau buổi này chúng ta sẽ thu nhập được những kiến thức hữu ích cho thực hành lâm sàng của chúng ta. Thì để mở đầu, chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hữu Hoàng trình bày báo cáo đầu tiên. Loét xuất huyết tiêu hóa GenSet và các thuốc kháng huyết khối, nguy cơ và cách xử trí. Xin mời. Xin kính chào tất cả các quý vị đồng nghiệp đang theo dõi trong chương trình hội thảo trực tuyến được tổ chức bởi Liên chi hội Tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với lại công ty Takeda. Trong cái phần trình bày của tôi thì trên góc cạnh của một chuyên gia về tiêu hóa thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề hàng ngày chúng tôi hay gặp đó là những cái vấn đề liên quan đến loét dạ dày hoặc là những cái biến chứng của cái bệnh loét tiêu hóa gây ra cái xuất huyết. Và những cái nguyên nhân mà gây ra cái xuất huyết và loét có thể do rất nhiều nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân có thể là liên quan đến việc sử dụng các cái thuốc mà kháng viêm không steroid, là những cái thuốc mà đa phần chúng ta điều trị những cái trường hợp giảm đau, kháng viêm. Ngoài ra thì chúng ta còn biết là aspirin cũng là một cái thuốc được xếp trong cái nhóm kháng viêm này, và nó cũng là một cái thuốc được sử dụng khá rộng rãi trong tim mạch để phòng ngừa những cái huyết khối ở những cái mạch máu. Và đồng thời có khi chúng ta phải sử dụng thêm những cái thuốc mà kháng vitamin K hoặc là những cái thuốc chống đông để phòng ngừa những cái biến chứng nặng hơn do vấn đề tắc mạch. Như vậy thì đứng trước cái vấn đề chúng ta điều trị những cái bệnh nhân trong các cái bệnh lý về tim mạch hoặc là các cái bệnh lý về chuyên khoa, về đau hoặc là viêm khớp, thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều những cái nguy cơ cũng như là một số những cái biến chứng. Và làm sao chúng ta có thể cân bằng được vừa cái
đáp ứng cái nhiệm vụ điều trị, giải quyết cho bệnh nhân mà phòng ngừa những cái tai biến, biến chứng gây ra do những cái hiện tượng đó. Trước tiên thì chúng tôi xin nhắc lại về cái cơ chế tác dụng của các thuốc kháng viêm không steroid là những cái thuốc mà chúng ta sử dụng khá phổ biến hiện nay. Thì như chúng ta đã biết là cái chất axit arachidonic là một cái chất mà rất là cần thiết trong cơ thể, và cái chất này dưới tác dụng của cái men cyclooxygenase nó sẽ chuyển đổi thành ra nhiều những cái thành phần. Chẳng hạn như là nếu dưới tác dụng của cái men COX-1, tức là cyclooxygenase-1, thì nó sẽ tác động trên cái niêm mạc của đường tiêu hóa, là nó kích thích sự tổng hợp của prostaglandin để tạo ra một cái chất nhầy bảo vệ cho niêm mạc đường tiêu hóa. Tác dụng trên tiểu cầu thì đây đó là một cái yếu tố nó sẽ kích hoạt cho cái quá trình tạo ra cái thrombosan, và thrombosan nó giúp cho cái quá trình cầm máu liên quan đến tiểu cầu. Và chúng ta biết là từ cái axit arachidonic, nếu dưới tác dụng của cái men cyclooxygenase 2 hay ta còn gọi là COX-2 thì là nó sẽ kích hoạt quá trình tổng hợp cái prostaglandin, và từ cái prostaglandin này nó cũng sẽ dẫn đến tham gia vào trong những cái phản ứng đau, cái quá trình viêm cũng như là cái phản ứng gây sốt khi mà chúng ta đang có tình trạng viêm. Vì vậy mà trên lâm sàng người ta hay sử dụng những cái thuốc ức chế kháng viêm qua cái cơ chế này để làm giảm đi cái hiện tượng đau, hiện tượng sốt cũng như là tình trạng mà viêm của bệnh nhân. Thì chính vì vậy cái thuốc mà NSAID được sử dụng khá rộng rãi trong điều trị các cái bệnh lý giảm đau cũng như là viêm khớp. Và trước kia thì người ta sử dụng những cái nhóm thuốc mà kháng viêm không steroid, không chọn lọc, tức là nó sẽ tác động cùng lúc trên hai cơ chế, ức chế cả cái enzyme COX-1 và COX-2. Thì thứ nhất là nó làm giảm đau, là cái điều mà chúng ta cần đạt được trong quá trình điều trị. Nhưng mà ngược lại, nó có thể gây ra một số cái tác dụng phụ trên tiêu hóa, chẳng hạn như là nó làm giảm sự tổng hợp prostaglandin, từ đó nó dẫn đến tình hình cái chuyện mà giảm đi cái lớp nhầy bảo vệ niêm mạc, và chính vì vậy mà nó xuất hiện những cái biến chứng xuất huyết tiêu hóa. Và ngoài ra nó cũng có một cái vai trò là ức chế cái sự kết tập tiểu cầu để hạn chế quá trình mà đông máu. Thì chúng ta thấy rằng là tác dụng mà chúng ta sử dụng các thuốc kháng viêm không nhân steroid á, thì được sử dụng rộng rãi trong các điều trị các trường hợp giảm đau, hạ sốt, kháng viêm, kháng kết tập tiểu cầu. Ngoài ra có một số chỉ định mà nó ít được sử dụng nhiều, đó là nó phòng ngừa trong những cái chứng mà polyp tuyến ở đường tiêu hóa, hoặc là có thể phòng ngừa cái bệnh Alzheimer, hoặc là một số những cái thuốc nó lại có cái hiệu quả là tăng thải cái axit uric qua đường niệu. Bên cạnh tác dụng dược lý thì cái NSAID nó có một cái tác dụng phụ hay tác dụng ngoại ý, chẳng hạn như là người ta dẫn đến một số trường hợp rối loạn về chức năng tiểu cầu, nó gây ra tình trạng viêm hoặc là loét ở dạ dày và đưa đến cái biến chứng là chảy máu đường tiêu hóa. Ngoài ra nó cũng có một số những cái biến cố trên tim mạch nếu chúng ta sử dụng cái thuốc ức chế COX-2, và có thể dẫn đến tình trạng suy thận cấp hoặc là những cái bệnh thận do sử dụng NSAID, hoặc có thể tác dụng giữ nước, muối và gây phù, và nó cũng hay kéo dài cái thời gian mang thai và cái thời gian chuyển dạ, cũng như là nó có cái hiện tượng quá mẫn. Về cái biến cố nguy cơ tim mạch khi sử dụng NSAID thì chúng ta biết rằng, trở lại cái sơ đồ mà cơ chế tác dụng của NSAID, thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta sử dụng cái thuốc mà COX-2, tức là nó ức chế con đường tổng hợp prostaglandin gây đau, mà nó chỉ có ức chế một cái nhánh duy nhất của cái quá trình này, thì cái nhánh còn lại là tác dụng của cái men COX-1 nó không bị ức chế. Do đó mà chúng ta thấy nó có thể có một số trường hợp nó dẫn đến cái hậu quả làm cho tăng cái quá trình kết dính tiểu cầu, vì nó không ức chế tiểu cầu. Chính vì vậy có một số trường hợp người ta ghi nhận, đặc biệt là khi sử dụng những cái thuốc ức chế COX-2 mà hiệu quả mạnh như là rofecoxib, thì có thể nó dẫn đến những nguy cơ về tim mạch. Và cái điều đó đã được chứng minh qua cái nghiên cứu Vigor. Người ta đã khảo sát trên 8.076 bệnh nhân bị tim khớp, và người ta so sánh hai nhóm, một cái nhóm được sử dụng bằng rofecoxib và một nhóm được điều trị bằng naproxen, làm cái thuốc mà kháng viêm không steroid mà không chọn lọc. Thì người ta ghi nhận rằng là sau một thời gian điều trị đó,
thì nhóm bệnh nhân mà sử dụng rofecoxib có cái tỷ lệ các cái biến cố về tim mạch và gia tăng cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim rất là cao, có cái sự khác biệt có ý nghĩa so với lại cái nhóm mà naproxen. Và từ đó mà người ta đã cảnh báo rằng khi sử dụng những cái thuốc kháng viêm COX-2 thì lại có cái nguy cơ làm tăng cái biến cố về tim mạch. Về cái nguy cơ biến cố về tiêu hóa khi sử dụng cái thuốc NSAID thì hầu như tất cả các bác sĩ chúng ta đều nắm rõ là có thể ảnh hưởng gây ra những cái biến chứng viêm loét ở đường tiêu hóa. Nếu cái tổn thương viêm nó chỉ ở cái mức độ nông, chỉ ở niêm mạc thì tôi gọi là viêm chợt, hoặc là cái hiện tượng bào mòn ở niêm mạc mà chưa có ăn sâu xuống tới cái lớp dưới của cái thành ống tiêu hóa. Còn khi mà cái hiện tượng tổn thương nó đang lan xuống tới cái lớp dưới niêm và thậm chí xuống tới lớp cơ vân vân thì cái hiện tượng đó người ta gọi đó là loét. Cũng có một số trường hợp khi nó xuống tới cái lớp dưới niêm mạc nó có thể gặp phải một số những cái mạch máu và nó gây ra những biến chứng xuất huyết. Bên cạnh những cái tổn thương viêm loét trên đường tiêu hóa trên hầu như chúng ta đều biết, nhưng mà ngày nay nhờ có cái vấn đề nội soi bằng cái viên nang, người ta phát hiện rằng là ngoài cái tổn thương trên dạ dày thì khi chúng ta sử dụng NSAID lâu dài cũng có thể nó gây ra những tổn thương viêm loét ở suốt cái đường tiêu hóa dưới, và đặc biệt là những cái tổn thương trên đại tràng liên quan đến NSAID mà hầu như trước kia chúng ta ít có quan tâm đến vấn đề này. Cái cơ chế mà gây loét do NSAID gây ra là chủ yếu là nó liên quan đến quá trình mà ức chế quá trình tổng hợp của cái prostaglandin. Chính vì vậy mà nó làm giảm cái sự thành lập của cái lớp nhầy bảo vệ cho cái niêm mạc của đường tiêu hóa. Và chính vì vậy nó dễ bị tác động bởi axit và pepsin cũng như là tác động của cái vi khuẩn Helicobacter pylori, và nó gây ra cái tổn thương trên cái niêm mạc của đường tiêu hóa. Không phải chúng ta sử dụng các thuốc NSAID nào nó cũng có cái hiệu quả cũng như là cái tác dụng phụ như nhau. Người ta nhận thấy rằng là những cái thuốc mà ức chế COX-2 như là colecoxib thì cái nguy cơ trên biến cố về tiêu hóa nó sẽ rất là ít. Ngược lại khi chúng ta sử dụng những cái nhóm thuốc mà không chọn lọc, chẳng hạn như piroxicam hoặc ketorolac vân vân, thì cái nguy cơ biến chứng xuất huyết tiêu hóa rất là cao. Còn cái naproxen làm cái thuốc nó có một cái nguy cơ trung bình nằm ở mức giữa. Do đó mà đưa đối với những cái ca mà cần chọn lựa khi có cái nguy cơ về tiêu hóa và tim mạch thì người ta lại có cái xu hướng là sử dụng cái naproxen trong vấn đề giảm đau. Nói về các nguy cơ tương đối khi mà gây ra xuất huyết tiêu hóa trên, thì người ta ghi nhận rằng là những cái bệnh nhân mà có cái tiền sử đã bị loét mà có biến chứng thì nó có cái nguy cơ mà gây xuất huyết tiêu hóa rất là cao. Nó gấp 13 lần, khoảng 13 lần. Và đối với lại cái nguy cơ mà chúng ta sử dụng càng kết hợp nhiều loại NSAID với nhau thì để mà giảm đau mạnh thì có thể cái nguy cơ nó cũng gia tăng là khoảng 8,9. Và khi chúng ta sử dụng NSAID liều cao hoặc là có kết hợp với lại thuốc kháng đông thì cái nguy cơ nó cũng là ở cái mức và trung bình là khoảng 6. Ở những người bệnh nhân lớn tuổi, cái độ tuổi từ 70 đến 80, khi chúng ta sử dụng NSAID thì cái nguy cơ nó cũng khá quan trọng. Đặc biệt là cái steroid á, thì cái ảnh hưởng trên đường tiêu hóa nó ít hơn so với lại những cái tác dụng của cái NSAID. Để cái phòng ngừa cái biến chứng loét do NSAID thì chúng ta biết là thứ nhất là chúng ta phải đánh giá về cái nguy cơ của các biến chứng về tiêu hóa do NSAID gây ra. Tức là những bệnh nhân được xét nguy cơ cao khi bệnh nhân có cái tiền sử loét phức tạp, đặc biệt là trong cái thời gian gần đây, và càng có nhiều yếu tố nguy cơ thì cái khả năng xuất huyết càng rất là cao. Nguy cơ trung bình là được đánh giá là khoảng bệnh nhân có từ 1 đến 2 yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như là cái tuổi trên 65, sử dụng NSAID liều cao, có tiền sử loét từ trước, hoặc là khi dùng đồng thời với aspirin, mặc dù là dùng liều thấp, hoặc là dùng với lại corticoid, hoặc là thuốc kháng đông thì có thể nó làm tăng cái nguy cơ xuất huyết. Còn nguy cơ thấp là khi bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ. Ngoài ra nó còn có một cái vấn đề mà chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh trong cái vấn đề này. Về chuyên khoa tiêu hóa thì chúng ta thấy là một trong những cái nguyên nhân gây ra loét dạ dày đó là do vi khuẩn Helicobacter pylori. Thì cái điều này các bác sĩ tiêu hóa thì rất là chú ý, nhưng có thể những cái bác sĩ ở các chuyên khoa khác chúng ta ít quan tâm vấn đề này. Tuy nhiên người ta đã ghi nhận rằng Helicobacter pylori là một yếu tố nguy cơ độc lập và nó làm gia tăng thêm cái nguy cơ mà gây ra tổn thương trên loét. Vì vậy mà ngày nay nó có một số những cái quan điểm trước khi mà chúng ta điều trị bằng thuốc kháng viêm không steroid dài hạn
hoặc là ngay cả aspirin, người ta vẫn khuyên là chúng ta nên tầm soát có nhiễm Helicobacter pylori hay không. Nếu có, chúng ta phải nên điều trị triệt để mà hạn chế được những cái biến chứng xảy ra lâu dài. Để mà phòng ngừa cái loét do NSAID thì chúng ta cũng phải lưu ý cân nhắc giữa cái nguy cơ tiêu hóa và cái nguy cơ về tim mạch. Nếu như bệnh nhân có cái nguy cơ tim mạch thấp thì chúng ta phải đánh giá cái nguy cơ tiêu hóa, tức là bệnh nhân nguy cơ tiêu hóa thấp thì chúng ta có thể sử dụng an toàn bằng NSAID. Tuy nhiên chúng ta nên chọn những NSAID nào có cái tỷ lệ mà loét thấp nhất và có nên sử dụng liều thấp có thể để hạn chế những biến chứng. Còn nếu mà nguy cơ tiêu hóa trung bình thì chúng ta nên phối hợp với lại PPI, tức là thuốc ức chế bơm proton, hoặc là một cái thuốc kích thích sự tổng hợp prostaglandin, đó là misoprostol, khi mà chúng ta sử dụng NSAID. Còn nếu bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao thì chúng ta tốt nhất là chúng nên chọn một cái phương pháp giảm đau khác, hoặc là chúng ta nếu sử dụng kháng viêm thì chúng ta nên chọn cái thuốc mà ức chế COX-2 vì nó ít có nguy cơ gây ra biến chứng tiêu hóa. Nhưng mà để chắc ăn thì chúng ta có thể kết hợp thêm cái PPI. Đối với bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao, tức là bệnh nhân bắt buộc phải sử dụng cái aspirin để mà phòng ngừa các cái biến chứng huyết khối, thì chúng ta cần phải sử dụng, nên chọn cái naproxen trong vấn đề giảm đau, kháng viêm cho bệnh nhân, và có thể kết hợp với lại PPI hoặc là misoprostol. Đối với nguy cơ trung bình thì cũng tương tự như vậy. Còn trong trường hợp bệnh nhân vừa có nguy cơ tiêu hóa cao mà vừa có nguy cơ tim mạch cao, tốt nhất nên tránh sử dụng NSAID. Mặc dù là ức chế COX-2 thì cái tỷ lệ nguy cơ biến cố tim mạch nó càng xảy ra cao hơn. Và chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp giảm đau khác, như là sử dụng những cái nhóm mà giảm đau không có phải là kháng viêm không steroid, hoặc là dùng biện pháp vật lý trị liệu, hoặc là những biện pháp khác để điều trị. Thì chúng ta thấy để kiểm soát cái biến chứng tiêu hóa thì chúng tôi cũng đã vừa đề cập đến là vai trò của Helicobacter pylori. Thì người ta ghi nhận là cái vi khuẩn Helicobacter pylori là một cái yếu tố mà có thể làm gia tăng thêm cái nguy cơ xuất huyết trên bệnh nhân đang sử dụng cái NSAID. Vì vậy mà cái Hội Tiêu hóa Hoa Kỳ đã đưa ra một cái hướng dẫn năm 2017, thì những bệnh nhân cần phải sử dụng NSAID lâu dài, bao gồm cả aspirin, thì chúng ta cần phải đi tìm và diệt Helicobacter pylori trước khi mà chúng ta sử dụng các thuốc này dài hạn. Để phòng ngừa cái tổn thương loét hoặc là tổn thương trên tiêu hóa khi sử dụng NSAID, thì tốt nhất là người ta nên kết hợp với lại cái PPI và hoặc là dùng misoprostol. Đây là một cái chất mà có tác dụng kích thích tổng hợp prostaglandin để bảo vệ niêm mạc của dạ dày. Nhưng mà cái misoprostol gần đây người ta thấy rằng là nó có nhiều cái tác dụng phụ, có thể nó gây ra tiêu chảy hoặc làm tăng co thắt cái cơ trơn của cái cơ của tử cung. Do đó mà ngày nay thì người ta thường là người ta ít sử dụng misoprostol so với lại cái PPI. Vì thật ra cái hiệu quả của cái PPI nó sẽ tỏ ra vượt trội hơn so với lại cái hiệu quả của misoprostol trong vấn đề phòng ngừa cái tổn thương loét do NSAID. Đối với những cái thuốc mà kháng huyết khối mà được sử dụng khá rộng rãi trong cái bệnh lý về tim mạch, thì chúng ta thấy rằng là những cái thuốc kháng kích tập tiểu cầu thì hầu như là một cái thuốc mà chúng ta sử dụng khá phổ biến để phòng ngừa những cái bệnh lý huyết khối tại cái mạch vành, đặc biệt trong trường hợp chúng ta dự phòng những cái huyết khối khi chúng ta đặt stent, thì người ta có thể sử dụng aspirin, clopidogrel, hoặc gần đây thì chúng ta sử dụng những cái chế phẩm mới như là ticagrelor hoặc là prasugrel, vân vân. Còn những cái bệnh nhân mà cần phải thay van cơ học thì chúng ta phải kết hợp vừa cái thuốc kháng đông với lại thuốc kháng cái tập tiểu cầu, thì cái nguy cơ trên cái xuất huyết nó cũng lại càng cao hơn. Còn đối với trường hợp bệnh nhân bị rung nhĩ thì chúng ta có thể sử dụng dự phòng bằng những cái thuốc kháng vitamin K như warfarin, hoặc là những cái thuốc mà kháng đông thế hệ mới. Và người ta ghi nhận rằng trong tim mạch đó, cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa càng gia tăng khi chúng ta sử dụng kết hợp aspirin phối hợp clopidogrel, nhất là những cái trường hợp bệnh nhân vừa đặt stent, thì hầu như các bác sĩ tim mạch chúng ta sử dụng như là một cái liệu pháp kép trong vấn đề chống kích tập tiểu cầu. Thì khi chúng ta càng phối hợp liều cao hoặc là kết hợp với lại cái clopidogrel thì cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa nó sẽ càng gia tăng theo cái sự kết hợp này. Và khi mà chúng ta sử dụng giữa cái clopidogrel với aspirin thì để phòng ngừa biến chứng trên tiêu hóa, thì thông thường
các bác sĩ hay sử dụng chung với lại cái PPI. Thì chúng ta biết là cái clopidogrel nó là một cái tiền chất, nó chưa có tác dụng ngay. Khi chúng ta uống vào thì nó được gan chuyển đổi thành một cái chất có hoạt tính, và từ đó nó sẽ có tác dụng ức chế kết tập tiểu cầu. Tuy nhiên để mà chuyển đổi thành cái chất có hoạt tính thì nó phải được chuyển hóa ở gan thông qua cái men CYP2C19, đó là một cái dạng cytochrome B430 ở gan. Và tuy nhiên cái men này nó cũng là một cái men để chuyển hóa cho rất nhiều các cái thuốc mà chúng ta sử dụng chung, trong đó có cái nhóm PPI, đặc biệt là esomeprazole hoặc là omeprazole, thì nó có cái ái lực rất mạnh đối với lại cái men CYP2C19 này. Vì vậy khi chúng ta sử dụng chung đồng thời giữa PPI với lại clopidogrel thì cái cơ chế cạnh tranh thì cái PPI nó sẽ gắn vào cái men này trước, do đó nó sẽ ngăn không cho clopidogrel nó sẽ được chuyển hóa. Vì vậy hầu như cái tác dụng của clopidogrel nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều, và từ đó nó dẫn đến những biến cố về tim mạch gia tăng. Từ đó người ta mới lưu ý rằng khi mà sử dụng các cái thuốc mà PPI chung với clopidogrel cần phải lưu ý đến những cái loại PPI ít chuyển hóa qua gan, hoặc là chuyển hóa qua gan nhưng mà có cái mức độ ái lực với cái men nó ít hơn, thì cái khả năng mà tương tác nó sẽ giảm đi. Và trong đó người ta ghi nhận pantoprazole là cái thuốc mà nó có ít có cái nguy cơ làm tăng cái biến chứng liên quan đến cái sự tương tác của clopidogrel và PPI. Sở dĩ mà cái pantoprazole nó có một cái đặc tính như vậy vì người ta thấy nó là một cái thuốc mà ít có tương tác với rất nhiều các thuốc, không chỉ đối với clopidogrel mà nó có ít bị tương tác với những rất nhiều cái thuốc mà chúng ta sử dụng chung. Do đó mà khi mà chọn lựa điều trị thì người ta có khuynh hướng sử dụng nhiều hơn. Về cân nhắc giữa cái nguy cơ xuất huyết cũng như là huyết khối thì chúng ta cũng phải lưu ý là những cái ca nào mà thật sự không có nguy cơ mà về bệnh lý về tiêu hóa thì tốt nhất là chúng ta chỉ sử dụng đơn thuần các thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép, mà không nên dùng PPI. Càng nhiều thuốc thì cái tương tác nó sẽ càng cao. Đối với những cái ca mà có nguy cơ mà vừa xuất huyết tiêu hóa cao thì chúng ta cần phải dự phòng bằng PPI, và trong trường hợp đó chúng ta nên chọn lựa những cái PPI mà ít có tương tác với lại clopidogrel. Đối với những cái ca mà có nguy cơ xuất huyết mà huyết khối cao và ít có nguy cơ về biến chứng tiêu hóa thì chúng ta không dùng cái PPI, chúng ta chỉ nên dùng clopidogrel hoặc là chúng ta sử dụng các cái thuốc mà thay thế clopidogrel như là prasugrel hoặc là tiracolol, vì các thuốc này nó không có liên quan đến cái men CYP2C19. Đối với bệnh nhân nguy cơ huyết khối cao và nguy cơ xuất huyết cao thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng PPI. Thì có một số khuyến cáo người ta khuyên là nên cách xa hai cái liều dùng giữa hai cái thuốc này ít nhất là 12 giờ. Và chúng ta không nên sử dụng những cái thuốc mà có ái lực trên cái men CYP2C19 cao như là omeprazole, hoặc là chúng ta sử dụng những thuốc kháng kết tập tiểu cầu thay thế như là prasugrel hoặc là ticagrelor để hạn chế cái sự tương tác. Nói về cái xuất huyết tiêu hóa thì chúng ta biết rằng là khi bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày thì cái nguy cơ chảy máu rất là cao nếu như cái tổn thương của loét của nó, mà khi ta nội soi mà thấy cái hiện tượng chảy máu đang tiến triển, ví dụ như là cho thấy cái tia máu nó đang phun từ cái ổ loét ra, thì những cái trường hợp này ổ loét có nguy cơ tái phát rất cao, trên 50%. Còn những cái ổ loét mà chúng ta thấy nó có một cái ngòi mạch máu lộ trên bề mặt, mặc dù nó đã tạm ngưng chảy máu, nhưng mà những trường hợp này cái nguy cơ tái phát nó cũng là chiếm khoảng 43%. Đối với trường hợp mà bệnh nhân có cái ổ loét mà có cục máu đông đến bám dính, tức là cơ chế đông cầm máu nó đã được thực hiện, tuy nhiên cục máu đông này rất dễ có nguy cơ bị bong tróc ra, do đó cái nguy cơ chảy máu cũng khoảng là chiếm khoảng trên 20%. Còn những trường hợp mà chúng ta quan sát trên nội soi mà thấy ổ loét sạch, chỉ còn có cái vết dơ đắm ở trên bề mặt, hoặc là không còn thấy có dấu hiệu của xuất huyết, thì những cái trường hợp này ta gọi là nguy cơ thấp, thì chúng ta cũng không cần phải xử lý đặc biệt đối với lại cái trường hợp cái ổ loét này. Như vậy thì đứng trước một bệnh nhân bị xuất huyết thì đa số các khuyến cáo của các hiệp hội tiêu hóa thì người ta lưu ý rằng là chúng ta nên trong thời gian chờ đợi làm nội soi thì chúng ta nên cho một cái truyền PPI liều cao, tức là chúng ta bolus 80 mg
PPI, sau đó ta phải truyền liên tục qua bơm tim điện là 8 mg mỗi giờ, thì nó sẽ hạn chế được cái nguy cơ mà xuất huyết tái phát. Và trong trường hợp mà bệnh nhân đã được cầm máu rồi bằng nội soi thì chúng ta tiếp tục duy trì cái điều trị đó ít nhất trong vòng 72 giờ để đạt được hiệu quả an toàn cho vấn đề cầm máu của bệnh nhân. Khi bệnh nhân đang bị xuất huyết tiêu hóa mà đang sử dụng các cái thuốc mà kháng cái tập tiểu cầu, những cái thuốc kháng đông cái thế hệ mới hoặc là kháng vitamin K như warfarin, thì chúng ta khuyên rằng chúng ta phải dừng các thuốc này để mà đảm bảo cái hiện tượng đông máu nó sẽ được nhanh chóng xảy ra. Và những cái trường hợp mà bệnh nhân đang sử dụng các thuốc kháng vitamin K mà bệnh nhân đang có xuất huyết tiêu hóa thì chúng ta nên mời hội chẩn bác sĩ chuyên khoa về tim mạch đánh giá cái nguy cơ giữa cái vấn đề bệnh lý tim mạch với lại cái nguy cơ xuất huyết, và chúng ta có thể truyền, chúng ta phải tiêm cái vitamin K để khôi phục lại cái tình trạng đông máu, hạn chế được cái biến chứng mà chảy máu của bệnh nhân, hoặc là chúng ta truyền cái huyết tương tươi đông lạnh trong trường hợp mà chúng ta thấy có rối loạn đông máu. Và chúng ta cần phải duy trì giữ chẩn mức mà INA là nó phải dưới 2,5 thì chúng ta mới tiến hành nội soi, thì lúc đó chúng ta có thể can thiệp qua nội soi. Còn nếu mà với INA mà quá kéo dài thì quá cao thì khi chúng ta can thiệp trên cái nội soi có thể nó cũng gây chảy máu ngay cái chỗ mà chúng ta can thiệp. Đó là những cái lưu ý mà người ta cần phải nhắc nhở. Trong trường hợp mà bệnh nhân có cái nguy cơ về tim mạch, huyết khối tim mạch rất là cao mà bệnh nhân đang sử dụng các cái thuốc mà kháng cái tập tiểu cầu, thì chúng ta cần phải lưu ý rằng là chúng ta có thể là phải dừng trong cái giai đoạn mà bệnh nhân đang chảy máu tiến triển. Nhưng mà cái thời điểm chúng ta phải dùng lại là thời điểm như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng nếu như ta nội soi dạ dày mà thấy bệnh nhân có cái ổ loét sạch, ổ loét chỉ có một cái vết dơ bám trên bề mặt, tức là cái nguy cơ chảy máu tái phát nó rất là thấp. Do đó những cái ca đó chúng ta có thể khởi động ngay bằng những cái thuốc mà kháng cái tập tiểu cầu. Còn trong trường hợp mà những cái trường hợp còn lại thì chúng ta nên xem xét vấn đề là khởi động lại cái thuốc mà kháng cái tập tiểu cầu sau 72 giờ khi mà tình trạng bệnh nhân xuất huyết nó đã ổn định, thì nó đã giảm được cái nguy cơ mà tái phát của xuất huyết. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân đang sử dụng các cái thuốc kích tập tiểu cầu kép như là vừa aspirin mà vừa clopidogrel, thì chúng ta lưu ý rằng chúng ta có thể là có thể dừng clopidogrel, vẫn tiếp tục duy trì cái aspirin, và chúng ta có thể là phải lưu ý là phải truyền PPI liên tục để đảm bảo cái phòng ngừa cái tình trạng loét tái phát và những cái trường hợp đó. Và chúng ta cần lưu ý là những cái trường hợp mà phải ngưng clopidogrel mà có cái nguy cơ mà huyết khối cao thì cái clopidogrel này cũng phải xem xét điều trị trở lại ít nhất là trong vòng 5 ngày. Như vậy chúng ta thấy rằng là đối với lại aspirin, cái thời điểm sử dụng lại có thể là ngay sau khi mà chúng ta đánh giá được cái tình trạng nguy cơ là thấp thì chúng ta sử dụng lại aspirin. Còn nếu mà nguy cơ cao thì chúng ta phải dừng, nhưng mà 3 ngày sau chúng ta nên khởi động lại. Còn đối với clopidogrel thì chúng ta xem xét là khoảng 5 ngày sau chúng ta sử dụng lại. Ở trong trường hợp bệnh nhân sử dụng các cái thuốc mà ức chế kích thích tiểu cầu kép đơn thuần như là aspirin, thì chúng ta thấy những cái ca mà nguy cơ thấp chúng ta vẫn cho phép sử dụng aspirin. Còn trong trường hợp mà nguy cơ cao thì chúng ta có thể là phải kết hợp với lại cái PPI truyền liên tục và khởi động lại sau từ 3 đến 5 ngày. Còn cái vấn đề mà truyền tiểu cầu thì đa số các cái nghiên cứu cho thấy rằng là cái hiệu quả nó không rõ ràng. Do đó người ta không khuyến cáo là phải truyền tiểu cầu để làm giảm đi cái nguy cơ chảy máu của bệnh nhân. Trong trường hợp bệnh nhân sử dụng thuốc ức chế kích tập tiểu cầu kép thì người ta khuyến cáo chúng ta có thể tạm dừng cái clopidogrel nhưng mà vẫn tiếp tục cái aspirin đối với những cái ca mà có nguy cơ huyết khối cao, với điều kiện chúng ta phải truyền PPI liên tục để đảm bảo được cái hiệu quả điều trị. Và những bệnh nhân sử dụng các cái thuốc mà chống đông như là warfarin hoặc là những cái thuốc kháng đông mới, thì chúng ta lưu ý rằng là chúng ta cũng phải ngưng trong cái thời điểm bệnh nhân đang chảy máu tiến triển, và chúng ta có thể xem xét điều trị lại từ 7 ngày đến 15 ngày tùy theo cái diễn tiến của bệnh. Trong trường hợp mà bệnh nhân sử dụng cái warfarin thì chúng ta lưu ý là chúng ta có thể tiêm vitamin K, và chúng ta có thể là
sử dụng những cái thuốc mà huyết tương tươi đông lạnh để điều chỉnh lại cái yếu tố đông máu để đảm bảo được cái hiệu quả cầm máu, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành điều trị lại khi mà cái tình trạng ổn định của xuất huyết. Trong trường hợp bệnh nhân sử dụng các cái thuốc mà kháng kết tập tiểu, kháng đông thế hệ mới thì người ta khuyên là chúng ta phải ngưng các cái thuốc đó để đảm bảo được cái hiện tượng đông máu ổn định. Và nếu bệnh nhân mới sử dụng trong vòng 3 giờ thì chúng ta phải cho bệnh nhân uống than hoạt để làm giảm bớt cái sự hấp thu của cái thuốc nó vào trong máu. Và đồng thời chúng ta có thể sử dụng cái thuốc idarucizumab trong trường hợp bệnh nhân đang sử dụng cái thuốc mà kháng đông loại mà dabigatran, là cái thuốc này đã là một cái antidote với lại cái thuốc kháng đông này. Và vấn đề mà dùng vitamin K thì người ta không khuyến cáo lắm vì nó không có cái hiệu quả rõ ràng. Để tóm lại, tôi muốn đưa một cái lưu đồ để chúng ta có thể tóm tắt cho phần trình bày này. Thì đứng trước một trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa cấp tính thì chúng ta cần phải điều trị hồi sức bằng truyền máu và truyền PPI cho bệnh nhân và tiến hành ngay khẩn cấp cái chuyện mà nội soi tiêu hóa trong vòng 24 giờ. Và trong lúc mà chảy máu tiến triển, chúng ta cần phải ngưng ngay các cái thuốc ức chế cái tập tiểu cầu hoặc là thuốc kháng đông. Và chúng ta đánh giá để xem xét phân tầng cái nguy cơ. Nếu như mà bệnh nhân có cái nguy cơ về tiêu hóa mà thấp thì chúng ta căn cứ vào cái nguy cơ về huyết khối. Nếu mà có nguy cơ huyết khối cao, chúng ta vẫn tiếp tục duy trì các thuốc kháng cái tập tiểu cầu hoặc là thuốc kháng đông. Và nếu mà cái nguy cơ mà về tim mạch thấp thì mà nguy cơ tiêu hóa cũng thấp, chúng ta vẫn tiếp tục dùng các thuốc kháng đông và thuốc kháng tập tiểu cầu. Trong trường hợp bệnh nhân có cái nguy cơ chảy máu cao, tức là ổ loét có khả năng tiến triển và tái phát, mà bệnh nhân vẫn có nguy cơ chảy máu do bị huyết khối do cái tắc mạch, thì chúng ta xem xét cái chuyện mà sử dụng cái aspirin đơn thuần và chúng ta tiếp tục sử dụng cái PPI truyền liều cao, và chúng ta xem xét điều trị lại cho bệnh nhân khoảng từ 3 đến 5 ngày sau. Và thường là 3 đến 5 ngày sau chúng ta phải nội soi đánh giá lại cái ổ loét nó có đã được ổn định hay không. Trong trường hợp bệnh nhân có cái nguy cơ về tim mạch thấp thì chúng ta vẫn tiếp tục mà ngưng các thuốc kháng cái tập tiểu cầu ít nhất trong vòng 24-48 giờ và chúng ta xem xét điều trị lại, thường là sau 3 ngày, tức là sau 72 giờ và chúng ta tiếp tục sử dụng PPI liên tục. Và nếu bệnh nhân đang chảy máu nặng tiến triển thì tốt nhất là chúng ta cần phải điều chỉnh lại đông máu, điều chỉnh lại về tiểu cầu và chúng ta nên có cái hội chẩn nội ngoại khoa xem xét có khả năng phải điều trị triệt để bằng ngoại khoa hoặc là dùng cái phương pháp tắc mạch để điều trị cầm máu triệt để. Thì đó là những cái khuyến cáo ở góc độ tiêu hóa. Thì chúng ta có thể có những cái vấn đề liên quan đến vấn đề tim mạch, rồi về cái quan niệm của các bác sĩ tim mạch nó sẽ có những cái vấn đề đồng thuận hoặc là có những cái điểm riêng biệt. Thì chúng ta cũng sẽ nghe cái phần trình bày tiếp theo của Phó Giáo sư Trí sẽ có một cái chuyên đề liên quan đến vấn đề này. Thì phần trình bày chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các quý vị. Xin cảm ơn phần trình bày rất rõ ràng và dễ hiểu của Phó Giáo sư Bùi Hữu Hoàng. Bây giờ kế tiếp chúng tôi xin mời các đồng nghiệp nghe Phó Giáo sư Hồ Thường Trí trình bày cân bằng nguy cơ thiếu máu cục bộ và xuất huyết cho bệnh nhân tim mạch. Xin mời đồng chí. Kính thưa Phó Giáo sư Phạm Nguyễn Vinh, Phó Giáo sư Bùi Hữu Hoàng, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, trong bài báo cáo hôm nay tôi sẽ nói về cái cân bằng nguy cơ thiếu máu cục bộ và xuất huyết cho bệnh nhân tim mạch. Cái bài trình bày của tôi sẽ gồm có 5 phần. Trong phần thứ nhất, tôi sẽ nói về việc dùng aspirin trong phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch. Cái aspirin đó, thì trước đây nhiều người trong số chúng ta thường sử dụng để phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch. Và bản thân tôi đó thì tôi cũng trước đây tôi cũng hay kê toa cái thuốc aspirin này cho những người không có bệnh tim mạch, nhưng mà theo đánh giá của tôi đó là có nguy cơ tim mạch cao. Tuy nhiên từ năm 2018 trở lại đây đó thì cái quan điểm dùng aspirin để phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch nó đã thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Có ba cái nghiên cứu lớn cho thấy rằng cái lợi ích của aspirin đó
nó không có lớn như là người ta vẫn nghĩ. Cả ba cái nghiên cứu này đó, nó đều có cái tên bắt đầu bằng chữ A. Nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu ASPRI. Đây là một cái thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên mùa đôi, người ta thực hiện trên những người cao tuổi, tức là tuổi từ 65 trở lên ở Mỹ và Canada, ở Mỹ và Úc. Tổng cộng như vậy có hơn 19.000 người tham gia. Đây là những người tuy là cao tuổi nhưng lúc mới vào nghiên cứu thì họ không có bệnh tim mạch, họ không có cái tình trạng mất trí nhớ và họ cũng không có bị cái tình trạng là mất khả năng vận động. Bệnh nhân được phân ngẫu nhiên cho dùng placebo hoặc là aspirin. Và cái aspirin người ta cho dùng là cái viên phủ một cái lớp để tan trong ruột, gọi là enteric coated, liều 100mg mỗi ngày. Tiêu chí đánh giá trong nghiên cứu này đó là cái sống sót và không bị tàn tật. Bên cạnh đó thì người ta còn sử dụng cái tiêu chí đánh giá về an toàn, đó là chảy máu nặng. Thì kết quả nghiên cứu aspirin nó cho thấy rằng cái nhóm dùng aspirin và nhóm chính, tức là nhóm placebo, thì cái tỷ lệ bị mất trí nhớ, cái tỷ lệ bị mất khả năng vận động thường trực, nó không khác biệt. Bên cạnh đó, đó thì người ta ghi nhận là cái tỷ lệ bị biến cố tim mạch nặng của hai nhóm nó hoàn toàn không khác nhau. Và cái đáng lo ngại đó là cái chảy máu nặng ở cái nhóm aspirin đó thì nó lại cao hơn rất là có ý nghĩa thống kê so với lại nhóm placebo. Và cái điều đáng lo ngại hơn đó là người ta ghi nhận là tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở những người dùng aspirin đó thì nó cao hơn có ý nghĩa so với những người dùng placebo. Và cái cao hơn này chủ yếu là do cái chết liên quan với ung thư. Và đến nay đó, người ta cũng chưa giải thích được tại sao nó có cái tình trạng này. Nhưng người ta chỉ ghi nhận là tử vong do mọi nguyên nhân của người dùng aspirin đó thì cao hơn so với người dùng placebo. Nghiên cứu thứ hai này cũng bắt đầu bằng chữ A, là nghiên cứu ARRIVE. Đây là một cái thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên mùa đôi đa trung tâm. Người ta thực hiện trên như vậy là 12.546 người, nam thì tuổi từ 55 trở lên và nữ thì tuổi từ 60 trở lên. Những người này thì không có bệnh tim mạch, nhưng mà cái nguy cơ tim mạch ước tính theo cái thang điểm ASCVD của Hoa Kỳ đó là nó từ 10% cho đến 20%. Bệnh nhân cũng được phân ngẫu nhiên cho dùng placebo hay là aspirin và theo dõi trung bình là 5 năm. Tiêu chí chính trong nghiên cứu này đó là phối hợp các biến cố nhồi máu cơ tim, đột quỵ, chết do nguyên nhân tim mạch, đau thắt ngực không ổn định hoặc là cái cơn thiếu máu cục bộ não thoáng qua. Và bên cạnh đó, đó thì người ta sử dụng cái tiêu chí đánh giá an toàn là những cái biến cố chảy máu. Thì kết quả nghiên cứu ARRIVE này đó, nó cho thấy rằng các biến cố thuộc về tiêu chí đánh giá chính, tức là những biến cố thiếu máu cục bộ ở nhóm aspirin và nhóm placebo nó hoàn toàn không khác biệt. Và điều đáng lo ngại là cái xuất huyết tiêu hóa đó, ở cái nhóm aspirin đó, thì nó cao hơn gấp 2 lần, rất là có ý nghĩa thống kê so với lại cái nhóm placebo. Nghiên cứu thứ ba, tên cũng bắt đầu bằng chữ A, là nghiên cứu ASCEND. Đây là một nghiên cứu người ta thực hiện trên những bệnh nhân đái tháo đường, tuổi từ 40 trở lên, không có bệnh tim mạch do sơ vữa động mạch. Cái số lượng người tham gia là tới 15.480 người. Và đây là một nghiên cứu thiết kế theo kiểu 2x2, nhằm đánh giá cái lợi ích của aspirin và axit omega 3. Thì do cái thiết kế 2x2 như vậy đó, bệnh nhân được phân ngẫu nhiên thành 4 nhóm: aspirin cộng với lại omega 3, aspirin cộng placebo, placebo cộng với omega 3 và hai cái placebo. Trong nghiên cứu này đó thì người ta sử dụng cái tiêu chí đánh giá chính là phối hợp biến cố nhồi máu cơ tim, đột quỵ, cơn thiếu máu cục bộ não thoáng qua, chết do nguyên nhân mạch máu, loại trừ cái xuất huyết nội sọ. Và bên cạnh đó, đó thì người ta sử dụng cái tiêu chí đánh giá tính an toàn là cái xuất huyết. Nghiên cứu ASCEND nó cho kết quả như vậy. Nếu chúng ta xét đến cái biến cố thuộc tiêu chí đánh giá chính, tức là cái nhồi máu cơ tim, đột quỵ, cơn thiếu máu cục bộ não thoáng qua hay là chết do nguyên nhân nhồi máu đó, thì cái nhóm aspirin, cái tần suất của nó thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm placebo. Bù lại đó thì những cái xuất huyết nặng, bao gồm xuất huyết nội sọ, xuất huyết nội nhãn đe dọa thị giác hay là xuất huyết tiêu hóa ở cái nhóm aspirin đó, thì nó lại cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm placebo. Được cái này thì mất cái khác. Và người ta tính cái NNT, tức là cái số lượng bệnh nhân mà chúng ta cần điều trị để ngừa một cái biến cố thiếu máu cục bộ là 91.
Trong khi cái NNS, tức là cái số lượng bệnh nhân chúng ta điều trị, nó sẽ gây ra một biến cố xuất huyết nặng ấy, đó là 112. Thì hai con số này nó cũng gần gần với nhau. Do đó mình có thể thấy là cái lợi ích và cái nguy cơ của cái liệu pháp aspirin ở bệnh nhân đái tháo đường không có bệnh tim mạch do sơ vữa động mạch đó, thì nó cái cân bằng của nó không có rõ ràng lắm. Như vậy cái kết luận chúng ta rút ra từ ba nghiên cứu này đó là aspirin cái lợi ích của nó đó, thì nó không rõ, và riêng đối với người đái tháo đường thì cái lợi ích của nó sẽ bị đảo ngược lại bởi cái việc là tăng cái xuất huyết nặng. Xuất phát từ kết quả của ba nghiên cứu này, năm 2019 thì Trường môn tim và Hiệp hội tim Hoa Kỳ có đưa ra một cái hướng dẫn về phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch và sơ vữa động mạch. Trong đó có một phần nói về cái việc dùng aspirin. Thì người ta nói như vậy là aspirin liều thấp, tức là từ 75 cho đến 100mg mỗi ngày đó, thì có thể được xem xét nhằm phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch và sơ vữa động mạch ở một số người lớn chọn lọc tuổi từ 40 đến 70 có nguy cơ tim mạch cao nhưng mà không có nguy cơ xuất huyết cao. Tuy nhiên các đồng nghiệp lưu ý cái khuyến cáo này là khuyến cáo class 2B. Các anh chị nhớ là khuyến cáo thì người ta chia làm class 1 là bắt buộc phải làm, class 2A là nên làm, class 2B là có thể làm hoặc không, và class 3 là chống chỉ định. Ở đây có hai cái khuyến cáo là class 3, tức là chống chỉ định. Thứ nhất là người ta nói là aspirin liều thấp thì không nên được dùng, không nên được kê toa một cách thường quy nhằm phòng ngừa bệnh tiên phát bệnh tim mạch cho những người lớn trên 70 tuổi. Thứ hai đó là aspirin liều thấp á, thì không nên được dùng để phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch cho những người lớn ở bất kỳ tuổi nào có nguy cơ cao chảy máu. Ở đây sẽ có một số đồng nghiệp đặt câu hỏi là như thế nào là higher ASCVD risk, tức là cái nguy cơ tim mạch cao. Thì thật ra trong cái khuyến cáo này đó, người ta không đặt ra một cái ngưỡng. Và nói về nguy cơ tim mạch cao á, thì các chuyên gia của ACC, ESA họ nói như vậy. Các dữ liệu gần đây là cơ sở để hạ mức khuyến cáo dùng aspirin trong phòng ngừa tiên phát xuống cái class 2B và bỏ cái ngưỡng nguy cơ cho việc xem xét dùng aspirin. Người ta khuyên chúng ta đó là xem xét một cách tổng thể các chứng cứ của nguy cơ tim mạch, tức là bao gồm cả những cái yếu tố làm tăng nguy cơ như là tiền sử gia đình, nhồi máu cơ tim sớm, hay là không đạt được mục tiêu lipid, hay là huyết áp, hay là glucose, hoặc là cái điểm vôi hóa rất cao, tức là chúng ta làm cái MSCT mạch vành đó. Và tùy mức nguy cơ cụ thể, mỗi bệnh nhân và thầy thuốc của bệnh nhân đó, sẽ có quyết định xem cái việc giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và aspirin có xứng đáng với cái sự gia tăng nguy cơ chảy máu nặng hay không. Đó là cái cách người ta quyết định cho dùng. Và chúng ta cũng phải lưu ý như thế nào là nguy cơ xuất huyết cao, bao gồm ở đây đó là tiền sử xuất huyết tiêu hóa hoặc là loét dạ dày tái tràng, hay là xuất huyết ở những vị trí khác, tuổi trên 70, có giảm tiểu cầu, có bệnh lý đông máu, có bệnh thận mạng, có dùng đồng thời các thuốc làm tăng nguy cơ chảy máu như là kháng viêm không steroid, steroid, chống đông uống không phải kháng vitamin K và kháng vitamin K. Như vậy các đồng nghiệp khi xem xét dùng aspirin để phòng ngừa tiên phát cho một bệnh nhân thì đầu tiên là mình phải xem là không có những yếu tố này, tức là chúng ta phải xem là những yếu tố loại trừ này có thì chúng ta không được dùng. Và sau khi đã loại trừ những cái yếu tố này xong á, thì theo khuyến cáo này chúng ta phải xem xét một cách tổng thể những cái chứng cứ của nguy cơ tim mạch cao, và mình phải thảo luận với bệnh nhân để đưa ra cái quyết định là có nên dùng aspirin cho người ta hay không. Thì đó là một cái cách rất là hợp lý để mà cân bằng giữa cái nguy cơ xuất huyết và nguy cơ tim mạch cục bộ. Phần thứ hai tôi nói về cái điều trị chống huyết khối trong các hội chứng mạch vành mạng. Ở đây tôi xin mở ngoặc một tí để nói về cái thuật ngữ. Trước đây đó, thì chúng ta hay dùng cái từ là bệnh tim thiếu máu cục bộ ổn định hay là bệnh mạch vành ổn định. Tuy nhiên năm 2019 thì Hội Tim Châu Âu người ta có đưa ra một cái thuật ngữ mới, đó là hội chứng mạch vành mạng, Chronic Coronary Syndromes. Và mới đây thì Hội Tim Mạch Việt Nam đã có tổ chức một cái buổi hội thảo đồng thuận để đưa ra một cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Việt Nam về cái vấn đề này. Và các thầy trong cái ban cố vấn đó, thì trong đó có thầy Vinh và tôi cũng quyết định là chúng ta cũng sẽ sử dụng cái thuật ngữ này, tức là các hội chứng mạch vành mạng, và chúng ta có thể dùng song song với cái thuật ngữ là
bệnh mạch vành ổn định hay là bệnh tim thiếu máu cục bộ ổn định. Tôi muốn đưa ra một cái trường hợp lâm sàng như vậy để minh họa cho cái việc chúng ta dùng cái thuốc cho nó hợp lý. Một bệnh nhân nam 61 tuổi, giáo viên đã nghỉ hưu. Ông này thì có tiền sử là tăng huyết áp biết hơn 10 năm. Đái tháo đường type 2 thì biết 5 năm. Bệnh nhân bị một cái nhồi máu cơ tim không ST trên lên 3 năm trước. Và khi chụp mạch vành cản quang ra đó thì thấy là có tổn thương nhiều nhánh. Bệnh nhân được đặt một cái stent động mạch vành phải đoạn giữa và một cái stent ở động mạch vành mũ đoạn gần. Hiện tại thì bệnh nhân không triệu chứng. Huyết áp được kiểm soát tốt ở mức 130/70. HbA1c thì cũng rất là tốt, 6,9%. LDL cholesterol là 67, tức là con số chúng ta xem như là có thể chấp nhận được. Lọc cầu thận thì 55, tức là bệnh nhân có một cái suy giảm chức năng thận nhẹ. Bệnh nhân hiện đang được điều trị với lại một cái ức chế chạy beta là bisoprolol, ức chế men chuyển peranoprin, atorvastatin liều 40, metformin và empagliflozin, tức là một cái thuốc hạ đường huyết nhóm ức chế GT2 và aspirin. Nói chung là cái điều trị bệnh nhân thì nó cũng khá là chuẩn. Tuy nhiên bệnh nhân này đó là giáo viên cho nên ông rất là hiểu biết và ông có đọc trên mạng, trên sách báo và do đó mới đến hỏi bác sĩ điều trị đó là trên báo chí và trên mạng thì có những cái thông tin nói là ngoài cái aspirin đó thì có thể có những cái thuốc mới phối hợp thêm để ngừa cục máu đông. Vậy thì trong tình huống như vậy đó chúng ta sẽ quyết định như thế nào, chúng ta sẽ có cái trả lời cho bệnh nhân như thế nào cho hợp lý và liệu có nên thay đổi cái điều trị hiện tại hay không. Thì tôi xin lược lại những cái nghiên cứu đánh giá lợi ích nguy cơ của phối hợp hai thuốc chống huyết khối trong hội chứng mạch vành mạng. Cho đến nay có 4 nghiên cứu lớn. Nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu Charisma, người ta thực hiện trên như vậy là hơn 12.000 người có bệnh tim mạch do sơ vữa động mạch. Và người ta so sánh cái phối hợp clopidogrel cộng aspirin với lại aspirin đơn trị. Thì người ta thấy rằng những cái biến cố thiếu máu cục bộ nặng ấy, ở cái nhóm phối hợp thuốc ấy, thì nó giảm có ý nghĩa so với lại nhóm aspirin. Bù lại thì xuất huyết ở cái nhóm phối hợp thuốc nó tăng hơn, tuy là cái mức tăng không có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu DAPT. Người ta làm trên gần 10.000 bệnh nhân đã đặt stent động mạch vành và dùng kháng kích tập tiểu cầu kép trong 12 tháng. Thì cái thuốc trong cái nghiên cứu này đó chủ yếu là clopidogrel 2/3 và 1/3 là prasugrel. Người ta mới so sánh hai cách tiếp cận. Một cách tiếp cận là người ta tiếp tục phối hợp thuốc thêm 12 tháng, 18 tháng nữa trên nền aspirin. Còn cái tiếp cận thứ hai đó là người ta chỉ dùng aspirin thôi, tức là placebo cộng với aspirin thêm 18 tháng. Kết quả nghiên cứu này nó cho thấy rằng những cái biến cố thiếu máu cục bộ nặng ấy, thì nó giảm, nhưng bù lại thì cái xuất huyết ở cái nhóm phối hợp thuốc ấy, thì nó tăng có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu thứ ba là nghiên cứu Pegasus. Người ta làm trên hơn 21.000 người đã từng bị nhồi máu cơ tim từ 1 đến 3 năm trước. So sánh những cái chế độ điều trị là ticagrelor 60/2 hoặc là 90/2 với placebo. Cái kết quả của cái nhánh ticagrelor 60/2 đó thì nó cho thấy rằng khi phối hợp như vậy nó giảm được biến cố thiếu máu cục bộ nhưng nó cũng làm tăng có ý nghĩa nguy cơ xuất huyết. Và nghiên cứu gần đây nhất là nghiên cứu COMPASS, người ta làm trên gần 27.400 người bệnh tim mạch do sơ vữa động mạch ổn định. So sánh cái tiếp cận là rivaroxaban liều thấp 2.5/2 cộng aspirin hoặc là rivaroxaban liều 5/2 hoặc là aspirin. Thì cái nhánh phối hợp thuốc tức là rivaroxaban cộng aspirin á, nếu so sánh với aspirin đơn trị á, thì nó cho thấy là giảm được cái biến cố thiếu máu cục bộ có ý nghĩa thống kê nhưng mà nó lại làm tăng xuất huyết nặng. Như vậy nhìn vào 4 nghiên cứu này đó chúng ta thấy rằng cái gì nó cũng có phải một cái giá phải trả, tức là nếu chúng ta phối hợp hai cái thuốc chống huyết khối, tức là một cái thuốc ức chế P2-12 hoặc là một cái thuốc kháng đông với aspirin đó, thì mình sẽ làm giảm biến cố thiếu máu cục bộ nhưng bên cạnh đó đó thì mình sẽ làm tăng nguy cơ xuất huyết. Và dựa vào kết quả của những cái 4 nghiên cứu này đó, cái hướng dẫn 2019 của ESC về điều trị chống huyết khối cho bệnh nhân có hội chứng mạch vành mạng nhịp xoang đó, thì người ta khuyến cáo như vậy là thêm một cái thuốc
chống huyết khối thứ hai trên nền aspirin nhằm phòng ngừa dài hạn, phòng ngừa thứ phát dài hạn đó, thì nên được xem xét cho những bệnh nhân có nguy cơ biến cố thiếu máu cục bộ cao và không có cái nguy cơ chảy máu. Vậy thì nguy cơ thiếu máu cục bộ cao là gì? Đó là những người có cái bệnh bệnh mạch vành nhiều nhánh lan tỏa với ít nhất một tình trạng sau đây: đái tháo đường phải điều trị bằng thuốc, có nhồi máu cơ tim tái phát, có bệnh động mạch ngoại vi, và có hoặc là có cái bệnh thận mạng với cái lọc cầu thận trong khoảng từ 15 đến 59. Nguy cơ chảy máu cao là gì? Đó là tiền sử xuất huyết nội sọ hay là đột quỵ dạng thiếu máu, xin lỗi, đúng rồi, đặc đột quỵ dạng thiếu máu, hoặc là một cái bệnh lý nội sọ khác. Rồi suy thận phải chạy thận nhân tạo định kỳ hay là lọc cầu thận dưới 15. Bệnh nhân có một cái xuất huyết tiêu hóa mới hay là bệnh nhân bị thiếu máu mà nghi là do xuất huyết tiêu hóa. Rồi bệnh nhân có cái bệnh lý tiêu hóa khác mà có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Suy gan, có tạng chảy máu hay là bệnh đông máu, hay là bệnh nhân rất cao tuổi hay là bị suy yếu. Như vậy khi mà chúng ta quyết định là có nên thêm một cái thuốc thứ hai vào aspirin hay không á, thì đầu tiên mình phải coi cái này là có những cái yếu tố này không. Nếu không có yếu tố mà nguy cơ chảy máu cao đó, thì mình lại xem tiếp cái bên này là bệnh nhân có nguy cơ thiếu máu cục bộ hay không. Cái bệnh nhân trong ca lâm sàng mà tôi nêu lên đó, thì các đồng nghiệp thấy là bệnh nhân này có bệnh nhiều nhánh và bệnh nhân này có thêm cái đái tháo đường đó, đang điều trị bằng thuốc, và cái lọc cầu thận của bệnh nhân đó, là trong khoảng 55, tức là trong cái khoảng mà người ta cho là có cái nguy cơ thiếu máu cục bộ cao. Như vậy đối với cái bệnh nhân như vậy đó, thì theo cái khuyến cáo của ESC, cái việc phối hợp thêm một cái thuốc thứ hai với aspirin đó, là một cái khuyến cáo class 2A, tức là chúng ta nên làm. Vậy thì thuốc gì chúng ta có thể phối hợp? Theo cái hướng dẫn này đó, thì người ta nói là có thể phối hợp clopidogrel, prazosin, rivaroxaban hoặc là ticagrelor. Nhưng lưu ý, cái ticagrelor ở đây đó, là cái liều 60x2. Đây là cái hàm lượng mà chúng ta chưa có ở Việt Nam. Còn cái rivaroxaban, cái hàm lượng 2.5x2 này đó, hàm lượng 2.5 này đó, thì có lẽ là cuối năm nay thì công ty Bình Bayer họ mới mang về Việt Nam. Cho nên hiện tại thì chúng ta cũng chưa có. Hiện tại cái lựa chọn của mình đó, thì hoặc là clopidogrel hoặc là prazosin. Và cũng trong cái nghiên cứu COMPASS mà tôi trình bày khi nãy đó, thì người ta thấy rằng dù là bệnh nhân dùng aspirin đơn trị hay là bệnh nhân có dùng aspirin phối hợp với lại cái rivaroxaban á, thì một cái thuốc ức chế PPI là pantoprazole đó, nó cũng mang lại một cái lợi ích rất rõ trong việc cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trên. Ở đây các đồng nghiệp thấy là cái chảy máu từ cái sang phương dạ dày tá tràng á, ở những người được dùng pantoprazole nó giảm rất là có ý nghĩa thống kê, khoảng 50% so với lại những người được cho dùng placebo. Thì như vậy chúng ta có thêm một cái công cụ để ngừa những cái biến cố xuất huyết ở những người được điều trị chống huyết khối. Phần thứ ba tôi xin nói về cái điều trị chống huyết khối sau can thiệp mạch vành qua da. Thì đây là những cái tóm tắt từ những cái hướng dẫn của Mỹ hay là của châu Âu về cái điều trị kháng cái tập tiêu cầu sau can thiệp qua da. Thì trong hội chứng mạch vành cấp á, người ta khuyên là chúng ta cái quy trình chung á, là chúng ta dùng phối hợp ức chế P2A12 với aspirin ít nhất là 12 tháng. Tuy nhiên nếu như bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết cao á, thì người ta đề nghị là giảm cái thời gian dùng xuống còn từ 3 đến 6 tháng. Và trong việc chọn thuốc ức chế P2A12 thì người ta khuyên là nên dùng ticagrelor hơn là clopidogrel và nên dùng prazosin hơn là clopidogrel nếu như bệnh nhân không có tiền sử đột quỵ hay là TIA. Bệnh nhân mà có tiền sử đột quỵ ấy, thì chúng ta không dùng prazosin. Đối với lại cái hội chứng mạch vành mạng, bệnh nhân nhịp xoang và đặt stent đấy, thì cái quy trình chung là chúng ta dùng clopidogrel cộng aspirin 6 tháng. Tuy nhiên là nếu như nguy cơ xuất huyết cao ấy, thì chúng ta giảm xuống còn 3 tháng. Nếu nguy cơ xuất huyết rất cao đe dọa tính mạng ấy, thì người ta khuyên chúng ta là giảm xuống còn 1 tháng thôi. Đây là một cái khuyến cáo class 2B. Như vậy thì mình thấy một cái chung là gì? Hội chứng mạch vành cấp quy trình chung là 12 tháng. Hội chứng mạch vành mạng quy trình chung là 6 tháng sau đặt stent. Và cũng trong hướng dẫn này đó, người ta khuyên chúng ta là phối hợp PPI cho bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa cao. Đây là một cái khuyến cáo class 1. Cái khuyến cáo là như vậy. Tuy nhiên gần đây đó thì có một số nghiên cứu
mà người ta cho rằng nó có thể ít nhiều tác động lên cái việc biên soạn những cái khuyến cáo trong tương lai. Nghiên cứu đầu tiên là nghiên cứu Popular Asia. Cái cơ sở nghiên cứu này như sau, là trong các nghiên cứu đánh giá cái hiệu quả của kháng kích thích tiểu cầu ở bệnh nhân hội chứng mạch cấp trước đây đó, thì cái số người cao tuổi ở đây người ta lấy cái mốc là trên 70 á, tham gia rất là ít. Mỗi nghiên cứu như vậy chỉ có vài trăm người thôi, cho nên người ta không rõ là ở những người hội chứng mạch cấp cao tuổi đó thì cái liệu pháp kháng tiểu cầu như thế nào gọi là tối ưu. Thì nghiên cứu này đó là một cái thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên đa trung tâm với mục tiêu là xác định cái liệu pháp kháng tiểu cầu tối ưu ở những bệnh nhân hội chứng mạch cấp không ST trên lên cao tuổi. Người ta chọn như vậy là 1.002 người bệnh nhân hội chứng mạch cấp không ST trên lên tuổi từ 70 trở lên. Trong số này đó thì 50% được can thiệp mạch vành quả da. Bệnh nhân được cho dùng clopidogrel hoặc là một cái thuốc ức chế P2-12 mạnh hơn, có nghĩa là ticagrelor hay là prasugrel, và phối hợp với là aspirin trong 12 tháng. Kết quả thì người ta ghi nhận là cái xuất huyết nặng lẫn nhẹ theo tiêu chuẩn Plato á, ở cái nhóm clopidogrel á, thì nó thấp hơn có ý nghĩa so với lại cái nhóm dùng ticagrelor hay prasugrel. Trong khi đó thì những cái biến cố thiếu máu cục bộ, tức là chết, nhồi máu cơ tim và đột quỵ thì của hai nhóm thì nó tương đương. Như vậy, từ nghiên cứu này chúng ta rút ra kết luận là đối với những người hội chứng mạch cấp rất cao tuổi có thể đặt sen hay không á, thì cái thuốc clopidogrel nó có vẻ như là thích hợp hơn so với lại những cái thuốc kháng P2-12 mạnh hơn. Một nghiên cứu thứ hai tôi muốn trình bày ở đây đó là nghiên cứu tên là Popular Genetics. Đây là một cái thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên đa trung tâm với mục tiêu là xác định cái lợi ích của việc chọn thuốc ức chế P2-12 dựa vào kiểu gen ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên được can thiệp qua da thì đồng. Cái số bệnh nhân tuyển vào nghiên cứu này là gần 2.500 người. Những người này là nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên được can thiệp từ đầu. Bệnh nhân được phân ngẫu nhiên vào một trong hai nhóm. Nhóm thứ nhất á, là người ta chọn cái thuốc ức chế P2-12 dựa vào kiểu gen, tức là người ta xác định cái kiểu gen CYP2C19. Những người nào có cái allele CYP2C19 sao chấm 2 hay là sao chấm 3, tức là những cái allele mất chức năng, là những người sẽ có tình trạng đề kháng với clopidogrel đó, thì người ta sẽ cho dùng ticagrelor hay prasugrel. Còn những người còn lại đó thì người ta cho dùng clopidogrel, tức là nếu không có những cái allele mất chức năng này thì dùng clopidogrel. Còn cái điều trị chuẩn á, thì người ta cho dùng ticagrelor hoặc prasugrel. Và trên thực tế trong nghiên cứu này đó thì hầu hết bệnh nhân được cho dùng ticagrelor. Thì kết quả nghiên cứu này nó cho thấy rằng thứ nhất là cái biến cố chết do mọi nguyên nhân nhồi máu cơ tim, huyết khối stent, đột quỵ hay là xuất huyết nặng sau 12 tháng của hai nhóm thì nó tương đương nhau. Cái biến cố này đó là một cái biến cố tổng hợp, nó vừa đánh giá cái khả năng ngừa thiếu máu cục bộ, vừa đánh giá cái nguy cơ làm tăng nguy cơ chảy máu. Thì như vậy thấy các đồng nghiệp thấy là hai nhóm tương đương nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta xét riêng cái xuất huyết nặng lẫn nhẹ theo tiêu chuẩn Plato sau 12 tháng ấy, thì mình thấy là cái tiếp cận dựa vào kiểu gen ấy, thì cái tỷ lệ nó thấp hơn có ý nghĩa so với lại cái điều trị dẫn. Thì đây cũng là một cái gợi ý cho chúng ta thấy là cái tiếp cận dựa vào kiểu gen khi mà chúng ta can thiệp cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST trên lên ấy, nó có thể là mang lại một cái lợi ích trong việc giảm nguy cơ xuất huyết. Một cái nghiên cứu nữa tôi cũng muốn trình bày ở đây là một nghiên cứu rất mới được công bố trên tờ JAMA cách đây vài tháng. Nghiên cứu này có tên là nghiên cứu TICO. Đây là một cái thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên đa trung tâm với mục tiêu là xác định liệu có thể rút ngắn cái thời gian dùng ticagrelor ở bệnh nhân hội chứng mạch cấp được PCI hay không. Thì phải nói rõ, trong nghiên cứu này đó là một nghiên cứu được thực hiện ở Hàn Quốc trên hơn 3.000 người hội chứng mạch cấp được can thiệp với cái stent tên là cái stent Oxiro. Chúng ta phải nhớ là cái stent này là một cái stent rất đặc biệt, nó phủ sirolimus. Cái stent này đó thì nó siêu mỏng và nó được cấu tạo bởi một cái polymer mà có thể là tự tan, tự tiêu được. Cho nên là kết quả nghiên cứu này liệu có thể áp dụng với những cái stent khác hay không á, thì mình không rõ. Đây là nghiên cứu người ta làm hoàn toàn với cái stent này. Thì bệnh nhân được phân cho dùng cái ticagrelor cộng aspirin sau trong vòng 3 tháng, phối hợp 3 tháng. Sau đó đó thì người ta cho dùng ticagrelor 90 mg nhân 2 lần đơn trị
hoặc là Tigalo 90g nhân 2 lần cộng với aspirin đủ 1 năm. Thì kết quả nghiên cứu TICO này đã cho thấy rằng cái tỷ lệ xuất huyết nặng, chết nhồi máu cơ tim, huyết khối stent, đột quỵ hay là tái thương máu mạc đích ở cái nhóm Ticagrelor đơn trị thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm phối hợp thuốc. Xuất huyết nặng cũng vậy, nhóm Ticagrelor thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm phối hợp thuốc. Và nếu chúng ta xét riêng cái biến cố liên quan với thiếu máu cục bộ, tức là chết nhồi máu cơ tim, huyết khối stent, đột quỵ hay là tái thương máu mạc đích thì cái nhóm dùng Ticagrelor đơn trị nó cũng thấp hơn so với lại cái nhóm phối hợp thuốc. Như vậy, đây là một nghiên cứu nó gợi ý là nếu dùng đúng cái loại stent đó, đó thì chúng ta sau 3 tháng dùng phối hợp hai thuốc Ticagrelor aspirin thì mình có thể dùng Ticagrelor đơn trị tiếp sau đó. Riêng đối với những bệnh nhân can thiệp mạch vành ngoài da mà có rung nhĩ thì có một câu hỏi người ta đặt ra là chúng ta dùng liệu pháp 2 hay là dùng liệu pháp 3. Sở dĩ câu hỏi này được đặt ra đó là vì các đồng nghiệp nhớ là bệnh nhân rung nhĩ mà nguy cơ cao á, nguy cơ đột quỵ cao á, thì chúng ta phải điều trị chống đông. Còn bệnh nhân can thiệp mạch vành qua da đặt stent á, thì chúng ta phải dùng kháng kết tập tiểu cầu kép, tức là aspirin cộng với là một cái thuốc ức chế P2-12. Thuốc ức chế P2-12 hay là aspirin á, thì nó không có ngừa được đột quỵ ở bệnh nhân rung nhĩ. Ngược lại thì thuốc chống đông nó không có ngừa được tắc stent ở bệnh nhân can thiệp mạch vành qua da có đặt stent. Do đó những người rung nhĩ mà có đặt stent đó, thì chúng ta bắt buộc theo quy ước từ trước đó, là chúng ta phải xài ba thuốc, tức là vừa chống đông, vừa aspirin, vừa một cái thuốc ức chế P2-12. Đó là cái điều trị cổ điển. Thì gần đây có hai cái nghiên cứu có thể khiến chúng ta thay đổi cái quan điểm. Nghiên cứu thứ nhất là nghiên cứu Pioneer AF. Nó cho thấy rằng phối hợp rivaroxaban cái liều 15mg mỗi ngày đó, cộng với lại clopidogrel đó, thì nó giảm được cái biến cố là xuất huyết có ý nghĩa lâm sàng so với lại phối hợp kháng vitamin K cộng clopidogrel cộng với aspirin, và cái hiệu quả ngừa biến cố thiếu máu cục bộ thì nó tương đương. Nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu Radeon PCI, thì nó cho thấy rằng phối hợp dabigatran cộng với lại clopidogrel thì nó giảm xuất huyết nặng hoặc là xuất huyết không nặng nhưng mà có ý nghĩa lâm sàng so với lại phối hợp warfarin cộng clopidogrel cộng aspirin. Và cái nguy cơ biến cố thiếu máu cục bộ là huyết khối thuyên tắc thì của hai nhóm nó cũng tương đương nhau. Như vậy từ hai nghiên cứu này đó, chúng ta rút ra kết luận là nếu mình dùng những cái kháng đông gọi là DOAC, tức là chống đông trực tiếp thì chúng ta có thể dùng cái liệu pháp 2 thay cho cái liệu pháp 3. Và như vậy trong cái hướng dẫn của ESC năm 2019 về cái điều trị chống huyết khối sau can thiệp qua da cho những người hội chứng mạch vành mạng mà có rung nhĩ hoặc là có chỉ định khác cho việc dùng thuốc chống đông uống thì người ta nói như vậy. Ở đây tôi cũng nói rõ là chỉ định khác cho việc dùng chống đông uống là gì. Đó là những người ví dụ như họ có thêm một cái van tim nhân tạo chẳng hạn, hoặc là trước đây họ bị một cái biến cố thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cho nên họ phải xài chống đông uống. Thì cái khuyến cáo này nói như vậy là quanh thủ thuật ấy, thì bắt buộc chúng ta vẫn phải dùng clopidogrel cộng aspirin. Cái này thì thường là trong vòng một tuần đầu bắt buộc phải dùng. Nếu bệnh nhân có thể dùng ngoắc được, tức là thuốc chống đông không phải kháng vitamin K đó, thì chúng ta ưu tiên ngoắc hơn là kháng vitamin K. Ví dụ như bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim thì mình ưu tiên. Nhưng giả dụ như bệnh nhân có một cái van tim nhân tạo chẳng hạn thì khi đó chúng ta không thể dùng ngoắc. Nếu dùng ngoắc thì chúng ta dùng liều thấp, tức là rivaroxaban 15 thay vì liều 20, dabigatran liều 110/2 thay vì liều 150/2. Sau thủ thuật không biến chứng, nếu nguy cơ huyết khối stent thấp hoặc là có e ngại nhiều về vấn đề xuất huyết thì người ta khuyên chúng ta là ngưng aspirin sớm trong vòng một tuần và tiếp tục hai thuốc, tức là chống đông uống cộng với lời clopidogrel cho đủ 1 năm. Còn nếu e ngại huyết khối stent nhiều hơn e ngại xuất huyết thì người ta khuyên chúng ta là phối hợp 3 thuốc từ 1 tháng đến 6 tháng. Ở những cái người uống kháng vitamin K cộng aspirin và hoặc là clopidogrel đó, thì người ta khuyên chúng ta là giữ INE ở mức thấp từ 2 cho đến 2,5 và cố gắng duy trì TTR, tức là cái khoảng thời gian INE trong khoảng trị liệu là hơn 70%.
Phần thứ tư thì tôi xin nói về cái điều trị chống đông trong run nhĩ không do bệnh van tim. Thì ở đây là cái tổng hợp cái thông tin về cái điều trị chống đông trong run nhĩ không do bệnh van tim. Chúng ta nhớ đây là những cái khuyến cáo mới của Mỹ và lẫn châu Âu, là bệnh nhân nam mà có cái điểm chắc VAS từ 2 trở lên, hoặc là nữ có điểm chắc VAS từ 3 trở lên đó, thì chúng ta phải điều trị chống đông uống dài hạn. Ở đây là cái khuyến cáo class 1. Bệnh nhân nam có điểm chắc VAS bằng 1 hoặc là nữ có chắc VAS bằng 2 thì chúng ta cân nhắc điều trị chống đông. Cân nhắc có thể là khuyến cáo là class 2A. NOAC á, thì nó có hiệu quả ngừa đột quỵ tương đương hoặc là cao hơn kháng vitamin K. Và cái quan trọng là nó gây chảy máu nặng tương đương hoặc là ít hơn kháng vitamin K. Và trong cái chảy máu nặng này đó thì người ta ghi nhận là cái xuất huyết nội sọ của những NOAC thì nó thấp hơn so với kháng vitamin K. Bên cạnh cái đánh giá chắc VAS thì người ta cũng khuyên chúng ta là đánh giá cái điểm HESLAP để đánh giá nguy cơ chảy máu. Tuy nhiên mình phải hiểu rõ như vậy là cái nguy cơ chảy máu cao, tức là HESLAP trên 3 đó, nó không phải là một cái chống chỉ định điều trị chống đông. Cái này có nhiều đồng nghiệp lầm tưởng là HESLAP trên 3 thì chúng ta không điều trị chống đông, cái này không đúng. Nguy cơ chảy máu cao á, thì nó là một cái lý do khiến chúng ta rút ngắn thời gian dùng 3 thuốc sau PCI. Và cái điểm HESLAP này đó cũng là một cái để chúng ta giúp chúng ta là điều chỉnh các yếu tố có thể thay đổi được, như là tăng huyết áp, nghiện rượu hay là dùng thuốc dùng kèm. Thì đây là cái thang điểm HESLAP, nhắc lại các đồng nghiệp nhớ. Trong đó chữ H, hypertension đó, là huyết áp tâm thu trên 160. Cái người có huyết áp tâm thu trên 160 á, thì nguy cơ hút xuất huyết cao. Cho nên là những người này á, chúng ta phải cố gắng đưa con số xuống thấp hơn. Trong cái chữ, trong số mấy cái chữ này có chữ D. D tức là thuốc dùng kèm hay là nghiện rượu. Như vậy thì đây là những yếu tố chúng ta có thể thay đổi được. Thuốc dùng kèm tức là kháng viêm không steroid hay là kháng tiểu cầu. Thì chúng ta phải đánh giá liệu bệnh nhân có cần dùng những thuốc này hay không. Và nếu như bệnh nhân có nghiện rượu á, thì mình phải khuyên người ta là bỏ rượu để giảm nguy cơ chảy máu. Thuốc chống đông không phải kháng vitamin K, tức là DOAC á. Ở Việt Nam thì mình có hai thuốc là cái Rivaroxaban và Dabigatran. Thì những thuốc này đó, nguy cơ chảy máu của nó thấp hơn kháng vitamin K. Tuy nhiên khi mà chúng ta dùng những thuốc này á, thì mình phải lưu ý đến cái nguy cơ tương tác thuốc. Trên tờ JAMA mới đây ấy, thì người ta có công bố hai nghiên cứu, trong đó cho thấy rằng nếu chúng ta phối hợp NOAC với lại những cái thuốc như là verapamil hay diazem, hoặc là nếu chúng ta phối hợp NOAC với lại cái clarithromycin ấy, thì nó sẽ làm tăng có ý nghĩa nguy cơ chảy máu. Như vậy trong thực hành chúng ta phải lưu ý cái vấn đề phối hợp thuốc này. Và cũng trong cái nói về cái run nhĩ ấy, tôi muốn đề cập đến một nghiên cứu mà tôi cho rằng rất là quan trọng, là nghiên cứu AFIRE. Tại sao quan trọng? Các nghiên cứu về liệu pháp chống huyết khối ở bệnh nhân mạch vành run nhĩ thì người ta chỉ tập trung vào 12 tháng đầu sau PCI thôi. Sau thời gian này, cũng như là ở người mạch vành ổn định kèm run nhĩ mà không có PCI ấy, thì những cái hướng dẫn hiện hành của Mỹ cũng lẫn châu Âu ấy, thì người ta khuyên đơn trị bằng thuốc chống đông uống. Tuy nhiên phải nói rõ là đây là cái ý kiến chuyên gia, tức là thiếu chứng cứ từ thử nghiệm lâm sàng. Do vậy, khi mà có cái nghiên cứu AFI này, có thể nói là nó cung cấp một cái chứng cứ rất là quan trọng trong vấn đề này. AFI là một nghiên cứu người ta làm ở Nhật, trên đối tượng là 2.236 người run nhĩ đã từng được PCI hoặc là mổ bắt cầu hơn một năm trước, hoặc là có bệnh mạch vành xác nhận bằng chụp mạch vành cản quang. Thì bệnh nhân người ta mới chia ngẫu nhiên là hai nhóm. Một nhóm á, thì cho dùng rivaroxaban đơn trị. Và ở đây các anh chị lưu ý cái liều của họ dùng á, là nó thấp hơn cái liều mà chúng ta hay dùng. Tức là chức năng thận bình thường á, thì họ dùng cái liều 15mg mỗi ngày. Có suy giảm chức năng thận thì họ dùng cái liều 10mg mỗi ngày. Chúng ta dùng lâu nay á, là mình dùng cho bệnh nhân Việt Nam của mình là theo các hướng dẫn của Âu Mỹ, là 20 cho người có chức năng thận bình thường và 15 cho người có suy giảm chức năng thận. Nhưng mà cái nghiên cứu ở Nhật á, thì họ dùng cái liều thấp hơn, 15 và 10. Cái nhóm thứ hai á, họ dùng rivaroxaban cộng với là một cái thuốc kháng kết tập tiểu cầu. Trong này 70% là aspirin và 30% á, là một cái thuốc ức chế P2-12.
Tiêu chí đánh giá chính và hiệu quả đó là phối hợp các biến cố đột quỵ, thuyên tắc mạch hệ thống, nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực không ổn định phải tái tiêm máu hay là chết do mọi nguyên nhân. Và bên cạnh đó đó thì người ta đánh giá cái tính an toàn dựa vào cái biến cố chảy máu nặng theo ISDS. Đây là kết quả nghiên cứu AFI. Các đồng nghiệp thấy là tiêu chí đánh giá chính và hiệu quả chảy máu nặng lẫn chết do mọi nguyên nhân á, ở cái nhóm được dùng rivaroxaban đơn trị á, thì nó thấp hơn rất là có ý nghĩa so với lại cái nhóm rivaroxaban cộng kháng cái tập tiểu cầu. Ở đây nếu mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số P này hay là chúng ta nhìn vào cái khoảng tin cậy 95% này. Như vậy từ nghiên cứu AFI mình suy ra kết luận là gì? Cái người bệnh mạch vành mạng ổn định á, mà có rung nhĩ thì chúng ta dùng một thuốc thôi là đủ, tức là dùng cái rivaroxaban là đủ, không cần phải phối hợp thêm cái kháng kết tập tiểu cầu. Phần cuối của bài báo cáo á, thì tôi xin nói về cái cân bằng nguy cơ ở người bệnh tim mạch cần điều trị bằng kháng viêm không steroid. Thì tôi xin nhắc lại, tôi xin trước khi báo cáo về cái phần này, tôi xin nêu ra một trường hợp lâm sàng cũng khá điển hình mà tôi nghĩ rằng trong thực hành các anh chị sẽ thường gặp. Một cái bệnh nhân nữ 71 tuổi, tăng huyết áp biết hơn 10 năm. Cái người này đó đã từng mổ bắt cầu chủ vành cách đây 4 năm, làm 3 cầu. Bệnh nhân thì có cái thoái hóa khớp gối hai bên, gây đau và hạn chế sinh hoạt. Cân nặng là 67kg, chiều cao 1m55, ứng vào một cái BMI là 27,9. Đây là một cái người có béo phì, theo tiêu chuẩn Việt Nam. Cái phiền phức của những người béo phì này là gì? Họ bị béo phì cho nên là cái cân nặng sẽ đè lên các khớp gối. Nó làm cái thoái hóa khớp gối tiến triển nhanh hơn. Mà thoái hóa khớp gối thì lại không vận động được. Không vận động được thì nó lại làm tăng cái béo phì. Nó thành một cái vòng rất là luẩn quẩn. Bệnh nhân thì đang được điều trị bằng bisoprolol, phối hợp penicillin, amlodipine, rosuvastatin, aspirin. Và vì cái thoái hóa khớp gối này đó, bệnh nhân uống cái Alaxan mỗi ngày 3 viên. Alaxan nó là phối hợp của cái paracetamol và ibuprofen 325 và 200mg. Gần đây á, bệnh nhân than đau thượng vị nên bác sĩ mới kê toa thêm cái pantoprazole viên 40. Câu hỏi đặt ra đó là chúng ta có nên điều chỉnh cái thuốc giảm đau của bệnh nhân hay không? Liệu cái dùng lâu dài cái này đó thì nó có những cái nguy cơ gì? Thì để trả lời cho cái trường hợp lâm sàng này, tôi xin trả lời một số những cái thông tin mà cái bài báo cáo của Phó Giáo sư Bùi Vũ Hoàng đã có đề cập. Chúng ta biết là kháng viêm không steroid là một trong những cái nhóm thuốc mà người ta sử dụng rộng rãi nhất. Cái thống kê cho thấy rằng trên toàn cầu mỗi ngày có hơn 30 triệu người được kê toa kháng viêm không steroid. Kháng viêm không steroid nó làm tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trên lẫn dưới. Cái nguy cơ tương đối là 4. Ở bệnh nhân dùng kháng viêm không steroid dài hạn, nếu chúng ta phối hợp thêm PPI thì nó sẽ làm giảm nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trên, nhưng mà nó không giảm nguy cơ xuất huyết tiêu hóa dưới. Đó là một cái điểm lưu ý. Do đó, khi mà những cái thuốc ức chế chọn lọc COX-2 ra đời, tức là những cái thuốc COX-CYP, thì người ta rất là thích. Vì sao? Vì những cái thuốc COX-CYP này đó thì nó giảm cả nguy cơ xuất huyết tiêu hóa trên lẫn nguy cơ xuất huyết tiêu hóa dưới so với lại cái kháng viêm không steroid không chọn lọc. Và có một thời gian thì những cái thuốc này nó được xem là cứu cánh của các bác sĩ bên khớp, bên cơ xương khớp, cho đến khi xảy ra một cái sự kiện. Đó là cái sự kiện ngày 30 tháng 9 năm 2004 là công ty Merck họ công bố quyết định là rút khỏi thị trường toàn cầu cái biệt dược mang tên là Vioxx, tức là cái rofecoxib. Lý do là vì người ta thấy rằng cái nghiên cứu APRO đó nó cho thấy rằng cái rofecoxib này đó nó làm tăng cái nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ dạng thiếu máu cục bộ rất là có ý nghĩa thống kê so với lại placebo. Ở đây các đồng nghĩ là cái mức tăng là 92%. Và trước đó có một nghiên cứu là nghiên cứu Vigor mà Phó Giáo sư Hoàng đã đề cập đó, nó cũng cho thấy là rofecoxib nó làm tăng có ý nghĩa nhồi máu cơ tim so với lại cái naproxen. Cái hệ quả của sự kiện là gì? Kể từ khi cái kết quả nghiên cứu này được công bố đó, thì cái tác dụng ngoại ý trên hệ tim mạch của COX-CYP và sau đó là của toàn bộ nhóm kháng viêm không steroid nó bắt đầu trở thành một cái mối quan ngại hàng đầu của các nhà lâm sàng. Một số COX-CYP thì bị rút khỏi thị trường luôn, như là rofecoxib, hoặc là nó bị cấm lưu hành ở Mỹ và Canada. Các đồng nghiệp lưu ý là những cái thuốc như là etoricoxib, là
Lumiracoxib ấy, thì nó có lưu hành ở ở châu Âu và ở Việt Nam, nhưng mà ở Mỹ và Canada đó thì những cái thuốc này nó không được lưu hành. Celecoxib có thể nói là cái coxib duy nhất còn sống sót ở Mỹ được FDA cấp phép lưu hành, nhưng mà FDA ấy, thì người ta yêu cầu phải thực hiện một cái thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên dài hạn về tim mạch và so sánh với naproxen để cung cấp bằng chứng đủ tin cậy về tính an toàn tim mạch. Tại sao người ta so sánh với naproxen? Lý do là vì trong nghiên cứu Vigor mà phó giáo sư Hoàng trình bày khi nãy đó, người ta thấy rằng cái naproxen thì cái nguy cơ biến cố tim mạch nó thấp hơn, rất là có ý nghĩa so với lại cái nhóm rofecoxib. Do đó người ta xem cái naproxen là cái chuẩn để so sánh trong cái nhóm kháng viêm corticoid. Trên tinh thần đó, khi mà nghiên cứu Precision được công bố thì nó đã trả lời cho cái câu hỏi mà các nhà lâm sàng rất là quan tâm. Thì nghiên cứu này nó là một cái thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên một đôi đo trung tâm, người ta thực hiện trên hơn 24.000 người cần điều trị kháng viêm corticoid do bị thoái hóa khớp hay là viêm khớp dạng thấp. Những người này đó là những người có bệnh tim mạch do sơ vữa động mạch hoặc là nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch, và bệnh nhân người ta cho dùng cái celecoxib, ibuprofen hay là naproxen, theo dõi là 34 tháng và người ta đánh giá dựa vào cái biến cố là chết do nguyên nhân tim mạch, bao gồm chết do xuất huyết, rồi nhồi máu cơ tim không chết và đột quỵ không chết. Thì kết quả nghiên cứu Precision này đó, nó cho thấy rằng tần suất dùng các biến cố thuộc tiêu chí giá chính của ba nhóm celecoxib, ibuprofen và naproxen đó, thì nó hoàn toàn tương đương nhau. Bên cạnh đó, đó thì người ta thấy cái biến cố xuất huyết dạ dày tá tràng, tắc dạ dày thủng, rồi xuất huyết ruột non hay là đại tràng, xuất huyết tiêu hóa cấp tính từ vị trí không xác định, rồi loét dạ dày hay là loét tá tràng mà có triệu chứng ở cái nhóm dùng celecoxib thì nó thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với lại hai nhóm ibuprofen và naproxen. Thì đây là một cái nghiên cứu nó cũng rất là thú vị, và nó cho thấy là chúng ta có thêm một cái công cụ trong việc điều trị cái thoái hóa khớp cho những người có cái nguy cơ tim mạch cao và nguy cơ xuất huyết tiêu hóa cao. Năm 2015 đó thì các chuyên gia châu Âu người ta có đưa ra một cái văn kiện đồng thuận về sử dụng kháng viêm solid như vậy, và chúng ta có thể lấy làm tham khảo. Một cái bệnh nhân đến với khám với chúng ta mà cần phải dùng kháng viêm corticoid dài hạn á, thì theo cái trình bày của phó giáo sư Hoàng, anh chị lưu ý là chúng ta nên cho đi khám tiêu hóa để tầm soát và điều trị cái HP, và sau đó chúng ta sẽ đánh giá là cái người này đó có nguy cơ tiêu hóa và nguy cơ tim mạch cao hay không. Nếu nguy cơ tiêu hóa cao á, tức là xuất huyết tiêu hóa cao á, thì chúng ta xem xét tiếp. Nếu nguy cơ tim mạch cao mà đang điều trị aspirin đó, thì người ta khuyên là tránh dùng kháng viêm corticoid, hoặc là nếu dùng á, thì chúng ta dùng cái celecoxib liều thấp cộng PPI. Ở đây người ta tách ra một cái nhóm mà có dùng aspirin là vì có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng nếu chúng ta dùng một số kháng viêm corticoid chung với aspirin á, thì nó sẽ làm giảm cái hiệu lực kháng tiểu cầu của aspirin. Nếu nguy cơ tim mạch cao nhưng mà không có dùng aspirin thì người ta nói là tránh dùng kháng viêm corticoid có thể, hoặc là nếu dùng á, thì chúng ta dùng naproxen cộng PPI hoặc là celecoxib liều thấp cộng PPI. Nguy cơ tim mạch thấp thì chúng ta dùng celecoxib cộng trừ PPI. Cái nhánh thứ hai là người có cái nguy cơ xuất huyết tiêu hóa thấp. Nếu nguy cơ tim mạch cao mà đang dùng aspirin thì người ta khuyên chúng ta dùng celecoxib liều thấp. Nguy cơ tim mạch cao không dùng aspirin thì chúng ta có thể dùng naproxen hoặc là celecoxib liều thấp. Nguy cơ tim mạch cũng thấp luôn, tức là nguy cơ tiêu hóa thấp, nguy cơ tim mạch cũng thấp luôn, thì chúng ta dùng bất kỳ một cái thuốc kháng viêm corticoid nào đều được. Và cái khuyến cáo này người ta cũng nêu rõ một cái điều mà chúng ta phải lưu ý là dùng cái liều thấp nhất có hiệu quả trong cái thời gian ngắn nhất cần thiết. Tức là thường thì tôi khuyên những cái bác mà có cái thoái hóa khớp á, là có xài thuốc thì mình xài một cái đợt, rồi nếu thấy đỡ đau á, thì khi đó mình cho ngắt quãng xen kẽ với lại cái paracetamol đơn thuần để mình giảm cái nguy cơ cho bệnh nhân. Như vậy để tóm tắt về báo cáo đó, thì tôi xin nêu một số ý chính như vậy. Là ở người bệnh tim mạch, cái điều trị bằng thuốc chống huyết khối thì nó giảm nguy cơ biến cố huyết khối thuyên tắc và nguy cơ thiếu máu cục bộ.
nhưng mà nó làm tăng nguy cơ xuất huyết. Và để giảm thiểu nguy cơ xuất huyết liên quan với lại thuốc chống huyết khối đó, thì chúng ta nên cân nhắc những cái biện pháp như vậy. Thứ nhất là chỉ định dùng thuốc phù hợp. Cái việc dùng aspirin đó, nó là một cái ví dụ điển hình. Lựa chọn thuốc theo tuổi và theo đặc điểm di truyền. Theo đặc điểm di truyền thì cũng là một cái hướng để mà cá thể hóa điều trị trong tương lai. Dùng liều thuốc thấp nhất cái hiệu quả. Rút ngắn thời gian phối hợp nhiều thuốc nếu có thể được. Tức là thay vì phối hợp thuốc 3 sau PCI ấy, thì chúng ta có thể xem xét là dùng 2 thuốc sau PCI. Rồi tránh những cái tương tác thuốc nguy hiểm. Giải quyết những cái nguyên nhân làm tăng nguy cơ xuất huyết. Chúng ta nhớ cái thang điểm SLAP đó. Và phối hợp PPI để ngừa cái xuất huyết tiêu hóa. Xin cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn bài trình bày rất rõ ràng của Phó Giáo sư Huỳnh Quang Trí. Thưa các đồng nghiệp, bây giờ chúng ta sẽ qua phần thảo luận. Các đồng nghiệp có thể đặt câu hỏi và gửi lên chúng các báo cáo viên sẽ trả lời. Chúng tôi xin nhắc lại hướng dẫn để quý vị đặt câu hỏi ạ. Xin quý vị lưu ý dấu 3 chấm ở góc cuối màn hình của quý vị. Để đặt câu hỏi, xin quý vị bấm vào nút 3 chấm, chọn Q&A, gõ câu hỏi vào và bấm send. Xin chân thành cảm ơn. Trong khi chờ đợi các đồng nghiệp đặt câu hỏi đó, thì chúng tôi xin hỏi ý kiến của Phó Giáo sư Bùi Hữu Hoàng là cái quan điểm của thầy Hoàng về vấn đề giữ phòng loét cho bệnh nhân sử dụng NSAID như thế nào trong thực hành lâm sàng. Cảm ơn cái câu hỏi đầu tiên của thầy Phạm Nguyễn Vinh. Thì thứ nhất là cái trong cái góc độ về chuyên khoa tiêu hóa đó, thì thật ra trên thực hành lâm sàng khi mà sử dụng các cái thuốc kháng viêm không steroid thì chúng ta cũng phải hỏi xem coi cái bệnh nhân có những cái vấn đề về tiêu hóa hay không. Nếu như bệnh nhân cũng không có vấn đề biểu hiện gì về vấn đề tiêu hóa mà cần phải sử dụng các thuốc kháng viêm, thì thông thường thì bên chuyên khoa tiêu hóa cũng ưa chuộng sử dụng các cái thuốc mà COX-2, tức là thường là cái celecoxib là cái mà chúng tôi cũng hay sử dụng. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân có cái triệu chứng về tiêu hóa thì thông thường là có kết hợp thêm với lại một cái PPI. Thì thường là chỉ cần uống một viên trước ăn sáng, chúng ta có thể chọn lựa bất kỳ cái dạng nào nếu mà bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân có những vấn đề mà liên quan vấn đề tim mạch hoặc là có những cái vấn đề mà nguy cơ khác, ví dụ như là có cái biến chứng về xuất huyết từ trước, thì vấn đề mà điều trị những cái thuốc này thì cũng phải cân nhắc, thì có thể mình sẽ kết hợp giữa một cái PPI và chọn cái thuốc COX-2 để mình giảm đi cái nguy cơ, thì để hạn chế và cũng sẽ rút ngắn cái thời gian mà không có dùng một cách mà gọi là lâu dài. Thì khi nào mà bệnh nhân bớt đau thì chúng ta cũng thể sẽ giảm và có thể kết hợp với lại những thuốc giảm đau khác mà nó không có liên quan đến cái tác dụng trên tiêu hóa. Yeah. Cảm ơn Phó Giáo sư Hoàng. Chúng tôi đã có được một câu hỏi của một đồng nghiệp nói là có trường hợp bệnh nhân không dùng nào được PPI, liệu chúng ta có thể chuyển qua famotidine được không? Thường thì trên thực tế thì cái vấn đề mà không dung nạp PPI thì cũng rất ít khi và đặt ra. Không biết là cái không dung nạp ở đây thì không biết đồng nghiệp đặt câu hỏi là nó có muốn nêu là cái vấn đề nào. Ví dụ như là khi uống vào người ta cảm thấy khó chịu hay là có một cái bị dị ứng hay là bị một cái vấn đề nổi mẩn hay không. Thì trong thường nếu mà chúng ta dị ứng với một cái nhóm này thì chúng ta có thể điều chỉnh một cái nhóm khác. Còn thật sự thì nếu so sánh giữa cái tác dụng của PPI với lại cái nhóm mà kháng thụ thể H2 chẳng hạn như là famotidine hoặc ranitidine thì người ta thấy cái hiệu quả của PPI nó sẽ vượt trội hơn so với lại cái nhóm mà ức chế thụ thể H2. Và cái nhóm nhiều thể H2 nó còn có một cái nhược điểm là lúc đầu chúng ta sử dụng khởi đầu thì nó có tác dụng, nhưng mà khi dùng lâu dài á thì nó lại có một cái hiện tượng tôi gọi là tolerance, tức là nó làm như nó dung nạp với thuốc, thì cái hiệu quả mà chúng ta mong muốn lúc như ban đầu nó sẽ giảm dần khi chúng ta sử dụng lâu dài. Chính vì vậy mà để mà điều trị những cái
trường hợp mà ức chế tiết axit mà dài hạn thì người ta lại có khuynh hướng sử dụng PPI hơn là các cái thuốc mà ức chế cụ thể H2. Và cũng còn lưu ý rằng là gần đây có cái thông tin là cái ranitidine là một cái thuốc mà đang bị người ta khuyến cáo rút khỏi thị trường, đó là vì nó có cái nguy cơ làm tăng cái nguy cơ ung thư. Do đó mà cái chúng ta cũng cần phải lưu ý. Còn những giống khác thì chưa được công bố. Do đó mà chúng ta có thể vẫn sử dụng thuốc ức chế thụ thể H2, nhưng mà chúng ta cũng thường là ưu tiên điều trị trong những cái trường hợp mà cần phải giảm tiết axit nhẹ, hoặc là điều trị một ngắn hạn một thời gian. Hoặc là thứ ba là trong trường hợp bệnh nhân có triệu chứng mà gọi là tăng tiết histamine về đêm, tức là bệnh nhân hay có những cơn đau về đêm, thì cái vai trò của cái ức chế thụ thể H2 là nó có ưu thế cho những cái trường hợp mà tăng axit ban đêm. Xin hết ạ. Bây giờ có câu hỏi của đồng nghiệp nói là: thưa thầy, trên thực hành em thấy bác sĩ chỉ sử dụng PPI cho bệnh nhân tim mạch có sử dụng thuốc kháng đông, kháng kết tập tiểu cầu khi bệnh nhân có triệu chứng đau dạ dày. Đồng nghiệp này muốn hỏi ý kiến của các thầy, xin ý kiến của phó giáo sư Trí. Cái hướng dẫn của ESC 2019 đó, thì họ khuyên là như vậy, là bệnh nhân dùng kháng kết tập tiểu cầu và đặc biệt là kháng kết tập tiểu cầu kép á, mà có cái triệu chứng tức là dyspepsia, là có triệu chứng như vậy, hoặc là bệnh nhân có cái nguy cơ xuất huyết cao, trong đó người ta đề cập đến cái tuổi cao là trên, người ta lấy cái mốc là 65, hoặc là cái người đã có tiền sử loét dạ dày tá tràng, xuất huyết dạ dày tá tràng, thì những người đó là cái nguy cơ cao, mặc dù là hiện tại người ta không có triệu chứng nhưng mà người ta đã có tiền sử rồi, thì người ta khuyên là nên xài cái PPI. Sau khi có cái hướng dẫn đó, thì có một cái tình trạng là như vậy. Tôi nghĩ rằng cái này nó cũng gặp ở nhiều bệnh viện, là các bác sĩ của mình kê toa PPI nó tương đối nhiều, và nó đâm ra cái tình trạng là bị xuất toán về bảo hiểm. Tôi nghĩ rằng cái này nó có lẽ một cái ngày nào đó, về phía hội tim mạch chúng ta phải có những cái khuyến cáo, cả hội tiêu hóa cũng vậy, chúng ta phải có khuyến cáo cho Bộ Y tế, cho sức khỏe, cho bảo hiểm y tế, để người ta rộng tay cho mình hơn về cái này, chứ không thì nó sẽ bị cái tình trạng xuất huyết rất xuất toán rất là nhiều, và nó cũng ảnh hưởng trên cái vấn đề là điều trị tốt cho bệnh nhân. Theo tôi quan điểm của tôi thì nếu mà bệnh nhân xài kháng cái topical kép mà cao tuổi đó thì mình nên dùng PPI. Trong cái câu hỏi này của đồng nghiệp, chúng tôi xin góp thêm ý kiến là thế nào. Thứ nhất là vấn đề, tôi cho trả lời câu hỏi trước. Thứ nhất vấn đề kháng đông đó, tôi lấy thí dụ bệnh nhân chúng ta dùng kháng vitamin K, bệnh nhân có thay van cơ học, bệnh nhân hẹp van hai lá hô thấp đó, thì trong vòng chúng ta không bắt buộc phải dùng PPI như vậy, vì kháng vitamin K biến chứng thường gặp sợ nhất là xuất huyết não chứ không phải xuất huyết dạ dày. Nhưng mà khi tôi dùng kháng đông mới đó, thì hiện nay thì thường là chúng tôi dùng PPI cho bệnh nhân. Còn đương nhiên là chúng ta dùng hai cái tuần tiểu cầu. Tôi đồng ý phó giáo sư Trí là chúng ta phải dùng PPI cho người bệnh khi hai cái tuần tiểu cầu. Và đặc biệt là chúng ta theo đúng khuyến cáo của 2019, chúng ta có chỉ định cho người bệnh. Xin phép thầy em bổ sung một chút. Thật ra thì trên cái góc độ về tiêu hóa thì cũng xin có một cái lưu ý là thường thì bên tiêu hóa thì các cái hội tiêu hóa cũng có nhắc nhở vấn đề này, nhưng mà có những cái đồng nghiệp về tổng quát cũng như là về tim mạch thì cũng qua cái phần trình bày này cũng xin nhắc lại là nhiều khi có nguyên nhân họ không có triệu chứng đau dạ dày, nhưng mà bên trong họ, trong tiêu hóa hoặc trong dạ dày họ đã có một cái loét tiềm ẩn, nên nó còn ở giai đoạn mà nhẹ. Do đó mà nếu mà chúng ta cần phải có kế hoạch mà dùng các cái thuốc kháng đông hoặc là ức chế từ lâu dài, thì chúng xin nhắc lại là chúng ta nên tầm soát cái vi khuẩn Helicobacter pylori, hoặc là có thể chúng ta nên cho nội soi để đánh giá cái tình trạng dạ dày. Và nếu bệnh nhân không có nguy cơ gì cả, người trẻ hoặc là không có yếu tố về liên quan tiêu hóa, thì theo cái ý kiến của chúng tôi là cũng không có khuyến cáo dùng PPI. Còn giống như bệnh nhân có nguy cơ, ví dụ là đã có tiền sử, có cái biến chứng loét, hoặc là có cái vấn đề mà lớn tuổi, thì đó là thực xếp trong nguy cơ, trong cái phân tầng nguy cơ, thì bắt buộc chúng ta phải dùng PPI. Xin hết. Theo quan điểm của thầy Hoàng như vậy đó,
Nếu mà chúng ta nội soi nhiều quá mà không có vấn đề bệnh nhân thường không chịu, tôi nghĩ là chúng ta tầm soát cái HP thì chắc dễ hơn, chứ còn thực ra bệnh nhân tim mạch như vậy khó khăn. Tuy nhiên chúng ta nghĩ là nếu tầm soát được vẫn nên tầm soát, có thể tầm soát bằng cái huyết thanh hoặc là thổi hơi, thì đó là cái là những cái phương pháp non invasive thì bệnh nhân có thể dễ chịu hơn, không có gì. Bây giờ có một câu hỏi của đồng nghiệp là tại sao nghiên cứu Yoshida lại dùng liều rivaroxaban 15 mg cho người bình thường, còn lại hãng khuyến cáo dùng liều 20? Câu hỏi này tôi nghĩ nên hỏi hãng rivaroxaban sản xuất rivaroxaban ạ, chứ còn còn không trả lời đây không được em, mà tôi để bác sĩ Chí trả lời. Tại cái nghiên cứu AFI là nghiên cứu mà khi nãy tôi trình bày, thì cái đồng nghiệp này hỏi theo cái tên tác giả là Yoshida, còn cái nghiên cứu đó mang tên của nó là AFI. Thì cũng xin nói rõ đây là thật ra khi mà cái nghiên cứu bản lề cho phép lưu hành cái rivaroxaban để điều trị rung nhĩ không do bệnh van tim nó được công bố là nghiên cứu Rocket AF, thì nó lại thực hiện chủ yếu là ở các nước Âu Mỹ. Và trong cái liều rivaroxaban người ta xài ở các nước Âu Mỹ là 20 cho người có chức năng thận bình thường và 15 cho người có suy giảm chức năng thận. Nhưng song song với lại cái nghiên cứu Rocket AF thì riêng ở Nhật người ta làm một nghiên cứu tên là J Rocket AF, chữ J ở đầu là viết tắt của Japan. Thì cái J Rocket AF thì người ta lại dùng cái liều 15 cho người chức năng thận bình thường và 10 cho người có suy giảm chức năng thận. Và người ta cũng thu được kết quả cũng y chang như là nghiên cứu Rocket AF gốc này, tức là nghiên cứu ở nước Âu Mỹ. Cho nên là cái cấp phép lưu hành ở Nhật á, thì cái liều rivaroxaban là 15 ở người có chức năng thận bình thường và 10 ở người có suy giảm chức năng thận. Và cái đó chính là cái cơ sở để người ta thực hiện nghiên cứu AFI. Bây giờ đồng nghiệp hỏi là ở Việt Nam thì như thế nào? Thì tôi thực sự tôi cũng không trả lời được. Nếu mà các đồng nghiệp căn cứ vào cái điểm là cái người Nhật thì có lẽ về mặt di truyền, về mặt kích thước cơ thể vân vân họ gần với người Việt Nam hơn á, thì chúng ta có thể áp dụng nghiên cứu này. Tuy nhiên hiện nay đó thì cái công ty sản xuất thuốc là công ty Bayer đó thì họ lại không khuyến cáo dùng cái liều này ở Việt Nam, và Bộ Y tế thì cấp phép cũng là 20 và 15 chứ không phải là 10 15 10. Cho nên là cái này mình cũng phải cân nhắc khi mà chúng ta biên qua cho người bệnh Việt Nam. Tôi nghĩ là các đồng nghiệp phải dùng theo cái khuyến cáo. Thì Hội Tim mạch Việt Nam có gói khuyến cáo về điều trị chống huyết khối đó. Và chúng ta lại theo cái khuyến cáo của Bayer, cái dùng nghiên cứu ở Bayer. Thành ra chúng ta đừng có giảm liều nhé. Tại bệnh nhân sẽ có thể kiện nếu có biến chứng đó. Cho đến ngày nào khuyến cáo Hội Tim mạch Việt Nam và chúng ta giảm liều theo như của Nhật, các đồng nghiệp mới được biến giảm liều, chứ không có chuyện đến lúc họ kiện mình mệt lắm. Bây giờ một đồng nghiệp hỏi một câu là quan điểm của các thầy về sử dụng PPI trong dự phòng RED sau phẫu thuật, việc sử dụng NSAID sau phẫu thuật và PPI cho việc dự phòng RED là bệnh nhân đó. Thì bây giờ chắc chúng ta trả lời phần đầu tiên đấy. Bây giờ thì thầy Hoàng là bây giờ bệnh nhân sau phẫu thuật, bệnh viện nào bây giờ cho phẫu thuật cũng nhiều, chúng ta có sử dụng PPI không? Cái câu hỏi này nó cũng chưa có được rõ là sử dụng PPI trong dự phòng RED sau phẫu thuật, mà cái phẫu thuật như thế nào ạ? Tức là thường thì nếu như bệnh nhân không có một cái yếu tố gì nguy cơ thì chúng ta vẫn có thể điều trị thông thường mà đâu có cần phải dùng PPI. Thật ra thì chúng ta cũng không có cái chỉ định mà phải sử dụng PPI để dự phòng loét sau phẫu thuật. Nên biết là cái câu này nó cũng chưa rõ là muốn đang đề cập cái phẫu thuật gì, loại gì. Nó cũng khó mà có thể có cái câu trả lời. Còn nếu mà nó không có nguy cơ gì cả thì chúng ta cũng không cần thiết phải sử dụng PPI. Bây giờ chắc mời bác sĩ Chí là người đã chăm sóc phòng RA của viện tim chắc 30 năm nay rồi. Quan điểm nào? Đồng nghiệp này muốn hỏi cái câu này thì đúng là không rõ. Tôi nói phẫu thuật là phẫu thuật gì? Tôi nói ví dụ như là một cái mổ mắt pha cô cũng là phẫu thuật, một cái đặt áp xe cũng là phẫu thuật, mổ tim cũng là phẫu thuật, hay là mổ mạch máu lớn thay một cái quai động mạch chủ cũng là phẫu thuật. Thì nó rất là khác nhau.
mổ mắt hay là mổ những cái mổ đơn giản thì không có lý do gì chúng ta phải sử dụng PPI cả. Nhưng mà những cái mổ mà lớn và bệnh nhân có thể là phải nằm thở máy kéo dài á, thì ở đây là chúng ta áp dụng dùng PPI cho bệnh nhân nằm ICU thì nó có chỉ định. Và đặc biệt là những trường hợp ví dụ như là bệnh nhân thở máy kéo dài nằm ICU và lại thêm điều trị chống đông nữa, nó ví dụ như là sau một cái phẫu thuật mạch máu lớn, hay là sau phẫu thuật phai thai van tim nhân tạo, hay là sau phẫu thuật bắt cầu chủ vành chẳng hạn, thì chúng ta có chỉ định xài cái PPI để ngừa loét do xuất huyết tiêu hóa và stress. Ở đây mình phải nói là loét do stress sau phẫu thuật. Có một đồng nghiệp muốn hỏi thầy Hoàng, trên thực tế bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa cao, nguy cơ tái chảy máu cao, Forex 1B2A, có thay van hai lá cơ học, dùng kháng nguyên K, thầy có sử dụng liệu pháp bắt cầu heparin trọng lượng phân tử thấp không ạ? Thật ra thì trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái nguy cơ mà đang, tức là nếu bệnh nhân mà bệnh ta phải tính là thật sự là bệnh nhân đang có chảy máu mà với cái nội soi mà chúng ta đánh giá là cái Forex 1B và 2A, 1B, 1A, 1B, tức là chúng ta nhìn quan sát thấy cái tia máu nó đang phun ra từ cái ổ loét, hoặc nó đang rịn, nó chảy từ ổ loét, đó là cái nguy cơ cao nhất. Thứ hai là cái 2A, tức là chúng ta thấy là nó có cái ổ loét mà nó có một cái ngòi mạch máu nó lộ ra, nó chưa có được mà một cái yếu tố gì để bảo vệ, thì cái khả năng mà xuất huyết tái phát nó sẽ rất là cao, khoảng từ 40 cho đến 50% cái trường hợp nó sẽ tái phát. Thì những cái ca này nếu mà bây giờ đang chảy máu mà bệnh nhân đang sử dụng vitamin K, thì thật ra thì chúng ta vẫn phải về mặt gọi là cái đảm bảo cái chuyện an toàn do cái chuyện chảy máu, thì chúng ta vẫn phải gọi là tạm ngưng trong cái giai đoạn đang chảy máu tiến triển, thì phải ngưng tất cả các cái thuốc mà kháng đông, để mà chúng ta phải giải quyết gọi là triệt để cái ổ loét, tức là những cái ca chúng ta bắt buộc phải nội soi can thiệp để chúng ta chích cầm máu kẹp clip. Thì thật ra sau khi chích cầm máu và kẹp clip á, thì người ta thấy nếu như anh đảm bảo tốt cái chuyện cầm máu qua nội soi và anh dùng PPI liên tục trong vòng 72 giờ thì cái nguy cơ chảy máu mà tái phát nó cũng sẽ có khuynh hướng nó giảm đi. Thì trong trường hợp đó chúng ta có thể là xem xét có thể sử dụng lại các cái thuốc mà kháng chống đông mà từ cái ngày thứ 5 trở đi. Thật ra người ta nói là ngay cả khi cái thuốc ức chế vitamin K mà chúng ta ngưng á, thì nó cũng không phải là nó hết tác dụng liền đâu, mà nó phải sau 3 ngày trở đi thì cái thuốc đó nó mới giảm dần cái tác dụng. Và ngay cả chúng ta khởi đầu cái thuốc vitamin K, kháng vitamin K thì cũng phải phải có thời gian ít nhất là 3-4 ngày nó mới có tác dụng. Thành ra do đó khi chúng ta ngưng liền thì không phải là nó mất cái hiệu quả mà chống đông ngay đâu, mà chúng ta phải phải mà nhưng mà cái nguy cơ chảy máu nó đang đang gọi là chưa có ổn định thì chúng ta phải tạm tạm dừng. Còn cái chuyện mà gọi là cái bắt cầu bằng cái heparin trọng lượng thấp á, thì nó vẫn chưa có được một cái khuyến cáo chính thức của các cái hội chuyên khoa, do đó mà chúng tôi trên thực tế lâm sàng chúng tôi không có dùng, nhưng mà chúng tôi cũng phải những cái ca đó có nguy cơ nặng thì chúng tôi phải nội soi kiểm tra lại sau khi 1-2 ngày mà đánh giá cầm máu, chúng tôi phải kiểm tra lại coi nó có ổn định cái chảy máu hay không, để mà chúng ta xem xét cái vấn đề dùng lại cái vitamin K càng sớm càng tốt cho bệnh nhân. Xin hả. Okay. Tôi xin góp ý cái câu này thì em trả lại câu hỏi đó đi. Thì cái này là cái vấn đề mà ở Tâm Đức mà hay mời thầy Hoàng hoặc là một thầy tiêu hóa nào nhất đó. Tức là bây giờ bệnh nhân có van hai lá cơ học, theo lý thuyết là chúng ta phải giữ cái INE nó cao, đạt yêu cầu điều trị. Bây giờ nhưng chúng ta biết là bệnh nhân thầy van hai lá cơ học, chúng ta vẫn có thể ngừng kháng đông từ 3 đến 5 ngày. Do đó thì khi chúng tôi có gặp một bệnh nhân như vậy, thì điều trị xuất huyết tiêu hóa bởi chuyên viên về tiêu hóa và chúng tôi ngừng. Nhưng mà khi sau chừng độ 3 đến 5 ngày xong ngày thứ 5 á, chúng ta sợ nhất là đặc biệt ở vị trí hai lá đó, bệnh nhân có thể bị kẹt van, thì chúng tôi mà
dù giờ được bên phía tiêu hóa là cho phép dùng kháng đông ngay đó, thì chúng ta biết là kháng vitamin K không có tác dụng ngay sau 5 ngày. Do đó thì hiện trước kia ở viện tim, bây giờ Tân Đức, thường chúng tôi dùng heparin không phân đoạn chuyển cho người bệnh. Chúng ta giữ NE theo mức có thể được. Chúng tôi không dùng heparin trong lượng phân tử thấp, tại vì chúng ta không đo được yếu tố 10A. Tùy bệnh, có bệnh ngày xưa thì có 1-2 bệnh viện. Do đó luôn luôn chúng tôi dùng heparin không đoạn. Và đồng thời, với sự đồng ý của các đồng nghiệp bên tiêu hóa, chúng ta cho lại kháng vitamin K. Và do kháng vitamin K đạt yêu cầu, thí dụ như là vị trí 2 lá, INE bằng 3, thì chúng tôi mới ngưng heparin cho người bệnh. Đấy là cái phác đồ chúng ta điều trị. Thế ra các đồng nghiệp không ngại ngùng gì, nếu ở tỉnh các đồng nghiệp có gặp mà xuất huyết tiêu hóa nặng và các đồng nghiệp cứ ngưng một vài ngày, nếu cần chúng ta chuyển lên trên vẫn được, chứ không có sợ là van nó kẹt vì chúng ta ngưng 2, 3, 4, 5 ngày ở người bệnh. Rồi các em cho câu tiếp. Đồng nghiệp này muốn hỏi thầy Hoàng là nếu phối hợp thuốc EPI ức chế H2 để tăng hiệu quả điều trị được không? Thật ra cái quan điểm mà về sử dụng thuốc đó thì người ta vẫn không khuyến cáo chúng ta cùng lúc phối hợp nhiều nhiều thuốc. Tại vì bản thân nếu mà chúng ta biết là cái EPI nó là một ức chế tiết axit khá mạnh rồi, do đó mà không cần thiết là chúng ta phải phối hợp giữa PPI với ức chế thụ thể H2 cùng một lúc. Và nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta chưa đạt được cái hiệu quả điều trị giảm đau hoặc là chống loét trên bệnh nhân, thì chúng ta hãy tăng liều cái PPI, tức là chúng ta có thể thay vì cái liều chuẩn là chúng ta sử dụng một viên trước ăn sáng 30 phút đến 1 tiếng, thì chúng ta vẫn có thể là tăng liều là 2 lần trong một ngày. Nhưng mà chúng ta lưu ý sử dụng PPI là phải uống lúc bụng đói, tức là phải uống trước ăn ít nhất là khoảng từ 30 phút trở lên thì nó đạt được cái hiệu quả tối ưu. Trên thực tế có một số những trường hợp mà trào ngược mà nó kháng trị, và ban đêm mặc dù chúng ta đã dùng cái liều full dose của cái PPI rồi mà bệnh nhân vẫn còn có cái cơn đau về đêm, thì người ta mới nghĩ rằng cái cơ chế mà đau về đêm á, nó là liên quan một cơ chế khác. Tại chúng ta biết là cái hoạt động tiết axit á, nó theo một cái nhiệt độ, và ban đêm nó có cái vai trò cường giao cảm, và cái tác dụng của cái histamine nó lại có cái khuynh hướng là gia tăng về đêm. Vì vậy mà người ta có thể kết hợp một cái viên thuốc ức chế thụ thể H2 uống trước khi đi ngủ. Chúng ta có thể chọn ranitidine, famotidine hoặc nizatidine thì cũng được, và chúng ta uống một viên trước đi ngủ. Chứ còn không có nên cần thiết lạm dụng mà sự phối hợp ngay từ đầu, nếu mà chúng ta chưa thấy là có gọi là có những cái yếu tố mà nguy cơ, thì chúng ta càng sử dụng ít thuốc thì cái tương tác thuốc đấy lại càng ít hơn. Đó, do đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Tôi cũng xin góp ý thêm vấn đề này. Cái đây mấy tháng tự nhiên giọng nói tôi bị khàn tiếng. Tôi đương nhiên là mình phải sợ vấn đề dây thanh quản. Rồi trong đó thì hôm ấy tôi đi qua nhờ một em về tai mũi họng. Em mới soi cho tôi, em bảo nó chắc thầy bị viêm dây thanh quản do trào ngược. Thì rồi em bảo thôi thầy ngày về uống 2 viên pantoprazole đi. Tôi nghe lời em, nhưng mà tôi về tôi cũng dở sách ra tôi đọc. Thì nó bảo có hai cách. Cách thứ hai như thầy Hoàng nói, cái thứ nhất là một viên pantoprazole buổi sáng lúc đó ấy, và tối một viên. Cách thứ hai sáng một viên pantoprazole, tối famotidine. Lúc tôi đọc thực sự tôi không hiểu tại sao nó được khuyên famotidine. Hôm nay tôi nghe bài của giáo sư Hoàng nói tôi mới hiểu. Thì famotidine về đêm có tác dụng lợi hơn đấy. Thành ra có thể vẫn có thể dùng được. Tại bản thân tôi dùng trong tim mạch nhiều á. Tôi không bao giờ muốn liều cao. Tôi nghĩ là bây giờ nếu mình uống 2 viên pantoprazole một lúc, nó phải có thể có hại hơn là uống 1 viên. Uống famotidine nó thay đổi. Thì thành ra như vậy tôi nghĩ là chúng ta vẫn có thể thay đổi với cơ chế như giáo sư Hoàng nói. Tôi nghĩ rất có lợi đấy. Famotidine dùng chiều buổi tối. Bây giờ có câu hỏi đồng nghiệp là sử dụng kèm PPI cho các bệnh nhân sử dụng thuốc kháng huyết khối có cần cân nhắc lựa chọn PPI ít tương tác cytochrome IC19. Câu hỏi này có của bệnh đồng nghiệp hay của hãng nè. Cho những trường hợp thuốc kháng huyết khối không? Hay là phải cân nhắc cho tất cả các trường hợp kháng huyết khối luôn?
Thì chắc là bác sĩ Trí trả lời con này. Nói về cái việc tương tác giữa PPI với lại thuốc kháng huyết khối thì cái mà người ta đã chứng minh cụ thể nhất á, là tương tác giữa cái omeprazole hoặc là esomeprazole với lại cái clopidogrel. Là nếu nếu các đồng nghiệp dùng cái thuốc kháng huyết khối kháng tiêu cầu, nó cụ thể luôn, kháng tiêu cầu là clopidogrel đấy, thì chúng ta tránh dùng cái esomeprazole hoặc là omeprazole dùng kèm. Chúng ta có thể chọn lựa những cái PPI khác như là pantoprazole hay là cái lansoprazole vân vân, thì nó sẽ ít tương tác hơn. Còn những cái thuốc kháng huyết khối khác, ví dụ như là kháng tiêu cầu khác, ticagrelor, prasugrel, hay là những thuốc chống đông á, thuốc chống đông ở đây bao gồm cả warfarin và những cái thuốc DOAC, tức là rivaroxaban hay là dabigatran á, thì mà mình không có quan tâm đến vấn đề là về PPI nào, thì chúng ta chọn PPI nào thì cũng được. Nói chung là cái nào mà uống uống mà nó có hiệu quả thì chúng ta chọn. Tôi xin nhắc các đồng nghiệp trong khuyến cáo về tái lưu thông mạch vành đó, ưu tiên hàng một bây giờ vẫn là ticagrelor với prasugrel, sau đó là quinacridone. Thành ra tôi đã đọc rất nhiều nghiên cứu về vấn đề PPI, thì có nghiên cứu đã chứng minh esomeprazole không có lợi, có nghiên cứu đã bảo không hẳn như vậy. Nhưng mà theo chúng ta theo đúng khuyến cáo, nếu bệnh nhân đặt stent mạch vành đó, trừ trường hợp bệnh nhân không có thể chịu dung nạp nổi ticagrelor hoặc prasugrel, thì chúng tôi nghĩ ở Tâm Đức thường thường chúng tôi khuyên nhắc các đồng nghiệp về can thiệp á, chúng ta nên ưu tiên dùng ticagrelor cho người bệnh để chúng ta tránh những hiện tượng mà chuyển hóa. Với lại người ta có nói là người châu Á chúng ta đó, cái vấn đề về di truyền cái đó nó cũng có gen đó, thành ra nhiều khá nhiều so với người châu Âu. Thành ra nếu đặc biệt nếu bệnh nhân nong thân chung với phần đầu của lắc men, phần đầu của nhánh liên thân trước đó, các đồng nghiệp nên dùng ticagrelor cộng với aspirin cho người vậy. Bây giờ một câu hỏi của đồng nghiệp là bệnh nhân cần sử dụng thuốc kháng huyết khối nhưng đang điều trị xuất huyết tiêu hóa. Lời khuyên của bác sĩ trong trường hợp này, tạm thời ngưng thuốc kháng huyết khối hay tiếp tục sử dụng? Nếu ngưng thuốc thì đến khi nào dùng trở lại? Thì đúng là cái câu hỏi này chúng ta gặp trong thực hành lâm sàng khá nhiều này. Nhưng các đồng nghiệp phải, cái này tùy từng trường hợp ạ. Tôi lấy thí dụ nhé. Bây giờ nếu bệnh nhân của chúng ta mới đặt stent mạch vành, chắc chắn là chúng ta dùng hai cái tập tiểu cầu. Và nếu bệnh nhân có rung nhĩ thì chúng ta phải thêm cái thuốc kháng huyết khối là NOAC ạ, thuốc kháng cho người bệnh. Và bây giờ nhưng đang điều trị xuất huyết tiêu hóa thì chúng ta nên hội ý với bác sĩ xuất huyết tiêu hóa, chúng ta coi tình trạng thế nào. Chứ còn nếu mà bây giờ bệnh nhân mới đạt được bắt buộc qua đông người dùng và chúng ta kết hợp với chế bơm proton, do đó thì lý do đó là cho tại Tâm Đức đấy, chúng tôi cho làm cái phòng nội soi luôn để khi nào bệnh nhân có vấn đề đó, chúng tôi mời với thầy tiêu hóa đến chúng ta nội soi, chúng ta có thể giải quyết tại chỗ và chúng ta điều trị cho người bệnh. Chứ còn nếu mà bệnh nhân mà chúng ta ngưng, bệnh nhân có thể tai biến. Nhưng mà tôi có một trường chúng tôi có trường hợp cũng rất đặc biệt là bệnh nhân 80 tuổi, và chúng tôi chắc đã mời có giáo sư Hoàng hội chẩn mấy lần, và có lần bệnh nhân phải qua bệnh viện Đại học Y Dược làm. Bệnh nhân này đã đặt hai ba stent mạch vành, bệnh nhân có rung nhĩ, nhưng mà hễ chúng tôi cứ dùng thuốc thì bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa dữ dội, thì nội soi dạ dày không thấy gì, nội soi đại tràng chẳng không thấy gì. Thì có lần bệnh nhân phải vô nhập ở bên Đại học Y Dược thì các đồng nghiệp nghĩ là có bất thường ở trong ruột non, thì tôi mời thầy Hoàng, rồi có những lúc em mời Lưu Phương, Trần Ngọc Lưu Phương của bên Đại học Phòng Học Hải, thì cũng không không giải quyết được. Thì lúc đó là làm thế nào? Chúng tôi tìm cách, chúng tôi đặt amplatzer cho tiểu nhĩ của ông đó, thì chúng tôi đặt amplatzer cho tiểu nhĩ của ông đó thì chúng tôi ngưng được thuốc kháng đông, thì bệnh nhân chỉ còn hai cái tập tiểu cầu. Nhưng mà hai cái tập tiểu cầu bệnh nhân vẫn xuất huyết, thì cứ kết là bệnh nhân ông này chắc chuyển đến cả mười mấy bịch máu rồi. Sau sau khi qua được một năm chúng tôi còn dùng một cái tập tiểu cầu, và hiện nay chỉ còn dùng cái clopidogrel không cho người bệnh. Thì bệnh nhân đặt nhiều stent quá, clopidogrel không như vậy, nhưng mà dùng như vậy bệnh nhân vẫn xuất huyết. Rồi đó đó là trường hợp mà thực ra chúng tôi vẫn phải điều trị bằng cách là lâu lâu lại chuyển máu và không tìm ra được nguyên nhân.
Tôi có lần tôi mời giáo sư Lê Quang Nghĩa qua hội trợ, thì thầy Nghĩa đề nghị này này, có thể phải mổ, rồi sau đó cùng với Lưu Phương là nội soi trên và dưới chỗ. Ông già ông 80 tuổi, gia đình không có dám cho mổ, thì thành ra mình cũng không tìm được chỗ thủng nào ruột non. Và hiện nay chúng tôi vẫn phải điều trị bệnh nhân như vậy. Với thầy giáo sư Hoàng có nhớ ca này. Yeah. À, như vậy bây giờ thì bệnh nhân nó còn đang theo dõi cho thầy không? Nhưng mà bây giờ thầy đang dùng thuốc gì? Tôi dùng thuốc Chevron Proton cộng với Clobergran. Và có hôm có một thời gian là nếu mà tôi tự dùng thuốc Chevron Proton Clobergran ngày một Plavix á, một ngày một viên rồi cách ngày một viên thì bệnh nhân cũng ra máu ra. Nhưng mà tôi bảo em đó nếu dùng kiểu đó coi chừng nó không hiệu quả. Nhân tắc có mày vậy nó mình chết. Nhưng mà cái ông đó đúng là cả vấn đề. Thật ra thì cái đó nó là một những cái nan giải thử thách, và bên tiêu hóa cũng gặp rất là nhiều cái vấn đề rắc rối liên quan đến vấn đề này. Thì cái câu chuyện đó nó hay xảy ra rơi vào những cái người cao tuổi, tức là những cái người mà lớn tuổi từ 60 mấy cho đến tầm 80, 90 cũng vẫn có. Là nó có một số những cái trường hợp mà khi chúng ta thấy bệnh nhân sử dụng các cái thuốc ức chế cái tập tiểu cầu hoặc là thuốc mà kháng đông, thì bệnh nhân có những cái xuất huyết tiêu hóa từng đợt, tức là cái chí là đi tiêu ra phân nó hơi bập bầm hoặc là đen, mà nội soi dạ dày thì không thấy có một cái tổn thương gì cụ thể để giải thích cái hiện tượng xuất huyết tiêu hóa, rồi đến bước sang cái nội soi đại tràng cũng không tìm thấy cái nguy cơ. Thì như vậy chắc chắn là chúng ta biết là nó nằm ở xuất huyết ở cái đoạn giữa. Thì trong những trường hợp đó thì chúng tôi thường là cho bệnh nhân nội soi viên nang, tức là một cái phương pháp mà nội soi nó đơn giản mà nó không có gây xâm lấn, thì cho bệnh nhân uống cái viên thuốc đó thì nó bản chất nó là một cái camera, nó được quay liên tục trong cái khi mà cái viên nang đó nó di chuyển trong ống tiêu hóa, thì nó cho chúng ta được thấy được những hình ảnh ở những cái từng vị trí của ống tiêu hóa, thì có cái chỗ nào mà nó nghi vấn chảy máu thì nó sẽ có cái hình ảnh để báo cáo lên để chúng ta để ghi nhận được. Thì có những trường hợp thì lại phát hiện đó là những cái hiện tượng ta gọi là angiodysplasia, tức là những cái loạn sản hay là cái dị sản mạch máu, mà có đó nó hay gặp trên cái người cao tuổi và có xơ vữa mạch máu nữa. Thì những cái mạch máu đó là qua thời gian thì tự động nó bị gọi là thay đổi cái cấu trúc, và nó hơi ngoằn ngoèo, và nó bị xơ vữa, và nó rất là dễ bị chảy máu từng điểm. Tức là đây là những cái điểm mà nó có thể là nó ở nhiều độ, nhiều chỗ này, chứ không phải là chỉ một cái vị trí thôi. Do đó có khi là chúng ta cầm ở vị trí này một thời gian nó lại chảy vị trí khác. Và có những trường hợp mà chúng tôi phải dùng cái can thiệp bằng gọi là can thiệp mạch đó, tức là chụp mạch máu, thấy được cái chỗ mà chảy máu thì phải tắt cái mạch máu mà đang cung cấp cho cái điểm chảy máu đó. Thì có khi tắt cái đó một thời gian thì nó lại chảy chỗ khác, thì phải chụp lại thì nó lại nằm chảy ở cái vị trí khác. Thì những cái trường hợp đó rất là khó khăn. Thì những cái trường hợp đó thì đúng là cái nan giải cho chúng ta, mà nhất là thường rơi vào người lớn tuổi, thì có thể vẫn là kết hợp những cái thuốc mà băng tráng niêm mạc dạ dày, thuốc làm tăng cường bền vững mạch máu, như là những cái thuốc như là rutin C hay là những cái gì đó để mà nó tăng cường bảo vệ mạch máu. Và chúng ta cũng cân nhắc cái chuyện mà giảm thiểu tối đa những cái thuốc mà chống cái tập tiểu cầu, hoặc là những cái thuốc mà chống huyết khối, để mà cân bằng cái nguy cơ. Thì nhân đây nó cũng có một cái trường hợp cũng lý thú, là có một cái mẹ của một bác sĩ cũng là trưởng một cái đại diện của một cái công ty dược. Thì cách đây 3 năm thì bác này là 91 tuổi, thì bác cũng vô với những cái đợt mà chảy máu như vậy, nội soi dạ dày cũng không thấy gì, nội soi đại tràng cũng không phát hiện gì, và cứ chảy máu mà tái đi tái lại và nằm ở bệnh viện để mà cứ theo dõi để mà truyền máu. Thì do đó mà người nhà thì rất sốt ruột, do đó mà xin xuất viện để qua bên Chợ Rẫy. Thì qua Chợ Rẫy á, người ta mổ thám sát luôn, mổ thám sát rồi soi trên soi dưới luôn. Thì giống ý kiến của giáo sư Lê Quang Nghĩa là cũng đục một cái lỗ trong cái khi phẫu thuật á, rồi đưa cái ống soi soi trên soi dưới vẫn không tìm thấy một cái điểm chảy máu gì cụ thể. Cuối cùng đóng bụng lại thì bà ngưng được khoảng 4 tuần, sau đó mới chảy máu lại. Thì bệnh nhân này vì có một cái bệnh mạch vành và đang sử dụng clopidogrel, và kết hợp với lại có thêm cái tai biến mẫu não nữa, có cái nhũng não nữa,
Do đó mà gần như là người ta nói đó là chỉ định bắt buộc phải dùng cái thuốc khác, cái tập tiểu cầu. Thì do đó mà phải ngưng và chúng ta điều trị. Thì bên bên bác sĩ bên thần kinh lại chuyển sang Plantan, cũng là một cái thuốc mà nó cũng có tác dụng ức chế cái tập tiểu cầu, thì nó lại xuất huyết trở lại. Và cuối cùng gia đình quyết định là ngưng hết, không có dùng cái gì hết. Thì 3 năm nay bà cụ vẫn còn sống bình thường, không có một cái biến chứng gì và không còn xuất huyết tiêu hóa nữa. Như vậy đó cũng là một vài cái trường hợp chúng ta nêu lên để chúng ta có thể là có một cái trường hợp thực tế để chúng ta thấy. Nhưng mà thật ra trên lâm sàng có những cái ca rất là khó và có những ca đặc biệt. Và giống như ta coi về ở cái tình huống là cứ bị khi uống lại các cái thuốc mà liên quan đến ức chế tiểu cầu thì bệnh nhân lại xuất huyết, thì nó phải nhập viện truyền máu lôi thôi. Và đâm lý trên cái người quá lớn tuổi, 90 mấy tuổi trở đi, do đó mà gia đình quyết định là không can thiệp gì hết thì nó lại giảm nguy cơ. Okay. Đó là những cái ca mà thực tế tụi em cũng đôi khi cũng bối rối, chứ không phải là ca nào cũng giải quyết một cách trọn vẹn được ạ. Cảm ơn kinh nghiệm của bác sĩ Hồ Hoàng. Thì ca này tôi cũng làm hết rồi đấy. Bệnh nhân nội soi viên nang 2 lần. Yeah. Một lần lúc nằm đại hội dược, lần lúc nằm ở Tâm Đức. Tôi mời bên anh Hải qua để nội soi. Thứ hai là bệnh nhân cũng chụp mạch máu của ruột luôn. Tôi mời một em ở Nhân dân Gia đình, em mới chụp luôn cái đó giúp cho tôi. Không thấy gì hết. Cuối cùng ví quá tôi mới mời ông Lê Quang Nghĩa để tính mổ. Nhưng mà thôi gia đình sợ quá, thôi chắc kinh nghiệm. Ca này thì hiện nay đó, khi mà cái cô bác sĩ và chồng ông bệnh nhân ấy, cho ông Plavix cái nhạt đó, thì nó không chảy máu nữa. Thì tôi chắc nó không tác dụng. Dạ, tắc là nó không hiệu quả. Thì ra không chảy máu nữa. Mà bệnh nhân rất happy, thế tôi không phải truyền đó, giữ hemoglobin khoảng 9 mấy đó, thì thôi cũng được. Thì giờ chắc là kinh nghiệm của... Nhưng bây giờ tôi nghe bài của bác sĩ Hoàng nói, tôi không biết là bây giờ nếu mình chuyển từ aspirin qua, chuyển từ Plavix qua aspirin nó có bớt không? Chứ tôi biết là Plavix chảy máu nhiều hơn aspirin. Dạ, thì thật ra thì theo những cái khuyến cáo của các hội tiêu hóa đó, thì người ta cân nhắc giữa cái aspirin với lại cái clopidogrel đó. Thì thật sự thì khi mà bệnh nhân đang gọi là đang chảy máu mà bệnh nhân đang sử dụng cái ức chế cái tập tiểu kép, thì cái thuốc mà người ta khuyên là ngưng á, là ta vẫn khuyên ngưng cái clopidogrel và người ta vẫn cho phép sử dụng cái aspirin với điều kiện bệnh nhân phải được truyền hoặc là đang sử dụng cái PPI liên tục. Thì ta nói dù sao thì cái ảnh hưởng của aspirin mà nếu mà có được cover bằng cái được gọi là được bảo vệ bằng cái PPI đó, thì nó cái nguy cơ chảy máu nó cũng sẽ ít hơn. Do đó là cái mà đó là những cái đồng thuận của các cái hướng dẫn của các cái tác giả trên thế giới. Có thể là người ta cũng đã có dựa vào những cái nghiên cứu người ta mới đưa ra vấn đề này. Do đó mà nếu chọn lựa phải ngưng một trong hai cái thuốc ức chế cái tập tiểu kép thì người ta sẽ ngưng trước cái clopidogrel. Và trên thực tế thì tụi em cũng có một cách đơn giản khi mà hướng dẫn sinh viên á, thì mình cứ nhớ là 3, 5, 7 cái thời điểm mà chúng ta khởi động đại aspirin á, là thường là sau 3 ngày, còn cái thời điểm mà khởi động lại clopidogrel là ngày thứ 5, và cái thời điểm khởi động warfarin là khoảng từ ngày thứ 5 trở đi, từ ngày thứ 7 trở đi. Đó là cái những cái khuyến cáo người ta có thể là vì người ta hay đưa ra là khi chảy máu tiến triển thì bắt buộc tất cả các đó anh phải ngưng, nhưng mà cái chuyện anh bắt đầu lại là thời điểm nào anh sẽ sử dụng lại. Thì do trong cái phần trình bày cũng đã nói rằng là nếu như bệnh nhân chảy máu tiến triển thì ta tạm ngưng để chúng ta soi dạ dày khẩn cấp đánh giá nguy cơ. Nếu như mà cái nguy cơ của dạ dày mà thấp, tức là soi mình thấy ổ loét nó là mức độ 3 hoặc là forex 3 hoặc là 2C đó, là nó không có khả năng chảy máu tiếp tục nữa, thì chúng ta vẫn trở lại cái thuốc kháng tiểu cầu bình thường, không cần phải ngưng nữa. Nhưng mà đang chảy máu chưa có phân định được là nguy cơ gì, chúng ta phải tạm dừng để đánh giá nguy cơ. Sau đó nếu mà thấy không có nguy cơ về tiêu hóa thì cho phép sử dụng lại liều bình thường của ức chế cái tập tiểu cầu. Còn nếu mà thật sự cái nguy cơ của cái tim mạch nó quá lớn thì người ta phải nội soi và điều trị tích cực, gọi là cầm máu và củng cố, là vừa cái chích cái adrenaline để cầm máu và đồng thời phải kẹp clip để mà củng cố, và thậm chí có những cái mà phải dùng những cái phương tiện mà mạnh hơn để mà nó cầm máu một cách cho nó hiệu quả. Thì khi ta nói là khi mà cầm máu hiệu quả bằng nội soi đó thì người ta cho phép sử dụng các cái thuốc kháng kháng cái tập tiểu cầu hoặc là cái thuốc chống huyết khối
Nếu mà cái nguy cơ tim mạch cao thì ta vẫn cho phép xài, và chúng ta phải, với điều kiện tiếp theo là phải duy trì bằng cái PPI liên tục nhất là 3 ngày để chúng ta đảm bảo là cái nồng độ axit trong dạ dày nó sẽ giảm được tối đa để nó không cho cái cục máu đông nó bị tan rã. Thì ta biết là cái thuốc ức chế bơm proton muốn đạt được cái hiệu quả mà phòng ngừa cái cục máu đông nó không bị phân hủy đó, thì chúng ta phải ức chế pH pH dạ dày để nâng cái pH lên phải trên 6 thì nó mới đạt được hiệu quả. Còn ví dụ trong cái trường hợp như nãy phó giáo sư Trí nói rằng là trong ICU mà để phòng ngừa những cái loét mà stress mà do sau mổ hoặc sau một cái chấn thương nặng, thì mình chỉ có khi mình chỉ cần dùng ức chế thụ thể S2 là ranitidine tiêm cũng được. Vì tại vì cái mức độ người ta chỉ cần là trên 4 thôi, pH trên 4 là đã bảo vệ một cái stress ulcer rồi. Còn nhưng mà để mà cho cái ức chế cho cái tiểu cầu nó không có bị phân hủy do cái tác động của axit, thì chúng ta phải nâng cái pH lên là trên 6. Thì như vậy thì chỉ có PPI mà truyền liên tục liều cao thì mới đạt được cái hiệu quả đó. Em cho cô mới trường hợp này, đồng nghiệp hỏi là có bệnh nhân nữ 90 tuổi, nhồi máu cơ tim cấp không có tự trình lên, điều trị nội, siêu tim giảm động mỏng kèm hình ảnh huyết khối 15x7mm. Đồng nghiệp này hỏi là liệu pháp chống đông, chống kết tập từ cầu thế nào là tối ưu. Thì đồng nghiệp này nhớ là nếu bệnh nhân có huyết khối thì trong trường hợp này tôi phải dùng thuốc chống đông đầu tiên. Thì tùy chức năng thận, nếu mà chức năng thận mà thấp quá thì chúng ta đành dùng kháng vitamin K. Nếu chức năng thận mà có thể dùng được thuốc chống đông mới thì chúng ta có thể dùng rivaroxaban hoặc dabigatran. Còn đương nhiên là tôi sẽ dùng một cái tập tiểu cầu, nếu có đồng nghiệp không có đặt stent á, tôi sẽ chống đông cộng một cái tập tiểu cầu cho người vậy. Mà chống cái tập tiểu cầu có đồng nghiệp có thể dùng aspirin hoặc clorogran cho người vậy, chứ tôi không dùng ticagrelor cho bệnh nhân. Và nhưng nhớ là thế này này, khi bệnh nhân có nhồi máu cơ tim rồi đó, cái huyết khối nhìn thì rất dễ bị hình ảnh giả đó nha. Các đồng nghiệp mà cắt bốn buồng từ mỏm, nhiều khi cái sẹo nhồi máu nó làm chúng ta tầm tưởng huyết khối. Thành ra chúng ta dùng nhiều mặt cắt khác nhau để chúng ta xác định đó đúng là huyết khối. Mà tuy nhiên cái điều này là cần thiết. Cái biến chứng huyết khối này nó trong 2 tuần đầu của nhồi máu cơ tim cấp. Để em cho câu hỏi kế tiếp đấy. Một đồng nghiệp ngoài thầy Trí, ngoài statin, có nên dùng kháng kết tập tiểu cầu bệnh nhân tăng huyết áp, tiểu đường, viêm dạ dày mãn trên 70 tuổi, không có chứng động mạch vành mạn? Đúng là câu hỏi đầy hỏi thầy Trí rồi, để phòng ngừa bệnh mạch vành hay không? Như vậy, đồng nghiệp hỏi một cái câu hỏi này, nó là về phòng ngừa tiên phát bệnh tim mạch do sơ vữa động mạch. Thì mình thấy ngay cái yếu tố đầu tiên là trên 70 tuổi nó là một cái chống chỉ định rồi. Tôi nhắc lại cái khuyến cáo của ACCSA năm 2019 đó, là người ta nói là đầu tiên mình phải xem cái chống chỉ định có hay không. Thì trong những cái chống chỉ định là trên 70 tuổi thì chúng ta không có dùng thường quy aspirin để ngừa tiên phát, cho nên là bệnh nhân này đó thì tăng huyết áp, tiểu đường thì chúng ta phải điều trị tăng huyết áp, điều trị thuốc hạ huyết áp, kiểm soát cái đường máu bằng những thuốc tương ứng, và statin thì chắc chắn là phải xài rồi. Bệnh nhân này là bệnh nhân tăng huyết áp, tiểu đường và trên 70 tuổi nữa thì là nguy cơ cao. Và cái statin đó thì tôi khuyến cáo là nên dùng. Cái liều như thế nào đó thì cũng tùy. Nếu như bệnh nhân trước đó đang dùng statin thì chúng ta tiếp tục cái liều. Và cái khuyến cáo người ta nói là nếu mà bệnh nhân nguy cơ tim mạch cao đó thì có thể là phải xài statin hoặc lực cao, tức là high intensity. Còn nếu mà bệnh nhân mới khởi trị bằng statin đó thì chúng ta có thể khởi trị bằng statin hoặc lực trung bình. Kháng tiểu cầu thì trong trường hợp này không nên dùng. Tôi khuyến cáo đồng nghiệp là chúng ta không có dùng aspirin trong trường hợp này. Thưa các đồng nghiệp, thì chắc có lẽ chúng ta đến giờ rồi. Thành ra những câu hỏi là nếu có điều còn có thể gửi về cho công ty, rồi các công ty có thể trả lời cho các đồng nghiệp qua mail thì chúng ta phù hợp hơn. Thì thay mặt chủ tọa đoàn, chúng tôi xin cảm ơn hai báo cáo viên phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hữu Hoàng, phó giáo sư tiến sĩ Hồ Quang Trí đã cho những câu bài báo cáo, và đặc biệt cái phần thảo luận đã trả lời những câu hỏi rất hữu ích cho các đồng nghiệp. Chúng tôi xin cảm ơn các đồng nghiệp
bên công ty Takeda đã giúp tổ chức buổi chúng ta có thể nói chuyện. Mặc dù không nhìn thấy mặt nhau, nhưng mà chúng tôi nghĩ là những cái phần này nó sẽ rất hữu ích cho các kẻ đồng nghiệp và cho cả ban chủ tọa. Xin cảm ơn. Xin thay mặt công ty Takeda, chúng em cũng xin cảm ơn thầy Vinh, cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Hoàng và phó giáo sư Huỳnh Quang Trí đã góp mặt tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Và cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu đã tích cực tham gia chương trình hội thảo trực tuyến của công ty Takeda phối hợp với Liên chi hội tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng cảm ơn.